Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 248. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Người này đến để xin cơm à? Dù nghĩ thế, nhưng Diệp Huyên vẫn cho cô bé một ít thức ăn, hơn nữa còn đưa cho cô bé một tấm bảng gỗ tượng trưng cho thân phận học viên của Thư viện Quan Huyên. Sau khi nhận lấy tấm bảng gỗ, cô bé bèn đi vào trong thư viện, nhưng lại bị Diệp Huyên giữ lại. Diệp Huyên nhìn cô bé, trong thư viện tạm thời không có ai, người đợi một lát đã. Cô bé đáp, ồ. Nói xong, cô bé rất ngoan ngoãn đứng sang một bên. Ba người Diệp Huyên nhìn nhau, cô bé này bình tĩnh thế. Diệp Huyên lại quan sát cô bé một lần nữa, đứa nhóc này có thể là cường giả tuyệt thế nào không vậy? Không có khả năng đó lắm. Với thực lực của hắn bây giờ, rất ít người có thể che giấu hơi thở của bản thân trước mặt hắn. Cô bé trước mắt là một cô bé rất bình thường, nhưng tâm lý của đối phương thật sự rất vững vàng, không hề nhút nhát chút nào. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn xoay người nhìn về phía xa, không có một ai đến cả. Diệp Huyên nghiêm túc nói, chờ như vậy không phải cách. Thượng quan Ngưng nhìn về phía Diệp Huyên, vậy huynh định làm gì? Diệp Huyên đáp, Thiên Nhất Thành này có nơi tỷ võ nào không? Thượng quan Ngưng đáng, bảng Thiên Nhất, đây là một bảng xếp hạng ở Thiên Nhất Thành, chỉ người thế hệ trẻ mới có thể tham dự, nếu người trẻ tuổi muốn nâng cao tên tuổi thì có thể giành vị trí trong bảng Thiên Nhất này. Nói xong, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, huynh muốn đi đánh nhau à? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là ta không thể đi, ta đi không phải là ức hiếp người khác à? Thượng quan Ngưng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía cô bé vừa đến kia, người đi. Lúc này, cô bé vẫn đang ăn bánh bao Diệp Huyên đưa cho, hình như cô bé rất đói, mỗi lần đều cắn một miếng to. Đột nhiên nghe thấy lời Diệp Huyên, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn lặp lại lần nữa, người đi. Cô bé nuốt bánh bao xuống, do dự một lát, sau đó nói, ta chỉ muốn kiếm miếng cơm thôi, ta không muốn liều mạng. Nói xong, cô bé đưa nửa cái bánh bao còn lại cho Diệp Huyên, trả bánh bao cho ngươi đấy, ta đi đây. Sau đó, cô bé xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, hắn nhanh tay kéo cô bé lại, cô bé uất ức nói, ta chỉ muốn kiếm miếng cơm thôi mà. Nghe thấy lời của cô bé, Thượng quan Ngưng vẫn luôn lạnh lùng cũng lắc đầu cười khẽ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tu luyện ư? Cô bé nhìn Diệp Huyên, không muốn. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, tại sao? Cô bé chần chừ một lát rồi đáp, người nói bao ăn bao ở nên ta mới đến, còn về tu luyện. Ta không có tiền. Không có tiền. Tu luyện cần tiền. Không có tiền. Đừng nói là tu luyện, kể cả vợ cũng không có. Diệp Huyên cười nói, người tu luyện không cần để tâm đến tiền. Cô bé hỏi, người cho ta tiền à? Diệp Huyên gật đầu. Cô bé hơi do dự, sau đó hỏi, ta phải bỏ ra cái gì? Diệp Huyên hơi bất ngờ, tuy cô bé này còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn. Bình thường chỉ có những đứa bé từ nhỏ gia cảnh đã không tốt mới có thể như thế, đứa trẻ nhà nghèo lo liệu việc nhà sớm hơn mà. Diệp Huyên cười nói, người giúp ta đánh bảng, giành được hạng nhất, sau đó nói với tất cả mọi người, mình là người của Thư viện Quan Huyên là đủ rồi. Cô bé hỏi, chỉ thế thôi à? Diệp Huyên gật đầu. Cô bé đột nhiên quỳ xuống đất, sư phụ. Sư phụ. Diệp Huyên sửng sốt. Thượng quan Ngưng đang nhìn cô bé cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Thân phận của học viên sao có thể sánh với đệ tử của viện trưởng được? Sau khi cô bé quỳ, thân phận đã lập tức thay đổi. Cô bé này không đơn giản. Diệp Huyên cười khẽ, cũng không nghĩ nhiều. Hắn kéo cô bé dậy, cười nói, nếu con đã gọi ta là sư phụ thì là sư phụ vậy. Tu luyện khá là vất vả, con có sợ không? Cô bé lắc đầu, không sợ. Diệp Huyên cười hỏi, con tên gì? Cô bé nhìn Diệp Huyên, con là cô nhi, sống đầu đường xó chợ, mọi người đều gọi con là đại tỷ, hay là... Diệp Huyên lập tức nói, không được. Đùa cái gì vậy? Cô bé nói, hay là sư phụ đặt cho con một cái tên đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, con là học viên gia nhập đầu tiên của Thư viện Quan Huyên, cho nên gọi con là Quan Nhất đi. Tiểu Quan Nhất, ha ha.
quan nhất. Cô bé lập tức cúi thấp người, cảm ơn sư phụ đã đặt tên. Diệp Huyên cười nói, sở trường của ta là kiếm đạo, con có hứng thú học kiếm không? Cô bé thẳng thừng lắc đầu. Diệp Huyên sửng sốt. Không muốn học kiếm để trở thành kiếm tu à? Lúc này, cô bé đột nhiên siết chặt tay, sau đó trong mắt lộ vẻ tàn khốc, từ nhỏ con đã lớn lên phố Nam, nơi đó đều là mấy đứa cô nhi, chúng con đánh nhau đều chưa từng dựa vào kiếm, cũng không có kiếm. Diệp Huyên hỏi, nếu thế nghĩa là con muốn học quyền pháp à? Cô bé vẫn lắc đầu, cô bé xoay người chạy đến dưới một góc tường, sau đó lại nhanh chóng chạy về, lần này, trong tay cô bé có thêm một viên gạch. Cô bé nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, chúng ta đánh nhau bằng gạch, đập cái này lên đầu thì phân cũng văng ra. Diệp Huyên im lặng. Hai cô gái thượng quan ngưng. Diệp Huyên im lặng. Viên gạch. Đệ tử hắn vừa nhận cũng ác thật đấy. Trước kia lúc ở Thanh Thành, hắn cũng từng dùng gạch, khi đó, cái gì cũng có thể xem là vũ khí, không thể không nói, viên gạch này thật sự có uy lực khá mạnh. Đập xuống một cái, người lập tức đi đời. Việc này khiến hắn hơi khó xử. Sở trường của hắn là kiếm đạo, quyền đạo và võ đạo cũng có thông thạo một chút, nhưng không có giỏi gạch đạo. Diệp Huyên im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, vậy ta sẽ dạy cho con tốc độ và lực lượng. Võ công trong thiên hạ, chỉ cần nhanh là không gì không phá được. Một người khỏe chống lại được 10 người giỏi. Có tốc độ và lực lượng, gạch đập xuống, thần tiên cũng phải nằm. Vì thế, Diệp Huyên chắm tay chỉ vào giữa chân mày quan nhất, một tâm pháp lập tức tràn vào đầu cô bé. Tâm pháp thần chi. Tâm pháp luyện thể của nền văn minh thần chi này chính là tâm pháp mạnh nhất sau phương pháp gấp của hắn. Về phương pháp gấp, không phải hắn không nỡ dạy, mà là dù cho cô nhóc này, cô bé cũng không thể tu luyện được. Vì phương pháp gấp có yêu cầu rất cao về thực lực. So sánh với nhau, tâm pháp thần chi phù hợp với người mới tu luyện hơn. Đương nhiên tu luyện tâm pháp thần chi này cũng cần có tài nguyên. Diệp Huyên cười nói, đây là tâm pháp tu luyện. Tâm pháp lưu luyện, quan nhất tỏ vẻ vô cùng kích động, tâm pháp lưu luyện là một thứ rất quý giá, đặc biệt là tâm pháp tu luyện tốt, càng vô cùng quý giá hơn. Lần này, cô bé không quỳ, chỉ cúi thấp người với Diệp Huyên. Ơn tình không lời nào nói hết. Chăm chỉ tu luyện, giúp đỡ cho sư phụ mới gọi là đền ơn. Diệp Huyên cũng khá để tâm quan nhất vừa thu nhận làm đệ tử này, đích thân dẫn cô bé vào trong tiểu tháp tu luyện. Tu luyện ở bên ngoài đương nhiên là quá chậm. Sau khi Diệp Huyên dẫn quan nhất vào tiểu tháp, toàn bộ thư viện quan huyên đều do thượng quan ngưng và A Trúc xử lý. Trong thư viện, A Trúc nhỏ giọng nói, tiểu thư, khoảng thời gian này, chúng ta sử dụng tất cả lực lượng và mạng lưới quan hệ cũng không thể điều tra ra lai lịch của Diệp công tử này. Thượng quan ngưng gật đầu, ta biết rồi. A Trúc thoáng sửng sốt, sau đó nói, có điều tra tiếp không? Thượng quan ngưng lắc đầu, không cần, ta đã biết hắn đến từ đâu rồi. A Trúc sửng sốt. Thượng quan ngưng nhẹ giọng nói, linh tinh trên người hắn đều không phải của thế giới này, mà thế giới này cũng không thể có linh tinh tinh thuần như thế, vì vậy chắc chắn là hắn đến từ thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài. A Trúc kinh ngạc. Thật ra cường giả của đại lục vô cực này không thể rời khỏi đây. Thực lực không đủ. Bất cứ một nơi nào cũng đều có cấm chế và phong ấn. Đại lục vô cực này cũng thế. Mà muốn rời khỏi đại lục vô cực thì nhất định phải phá vỡ cấm chế và phong ấn, nhưng với nền văn minh võ đạo của đại lục vô cực hiện tại, muốn phá vỡ nó là một chuyện quá viển vông. Quá khó khăn. A Trúc trầm giọng nói, hắn là người ngoại vực. Thượng quan ngưng gật đầu, gần như có thể chắc chắn. A Trúc tỏ vẻ khó hiểu, vậy hắn đến đại lục vô cực làm gì? Thượng quan ngưng cười khẽ đáp, có lẽ thật sự là để mở thư viện. A Trúc lắc đầu, đương nhiên là nàng ta không tin. Thượng quan ngưng lại nói, đã điều tra ra lai lịch của quan nhất chưa? A Trúc gật đầu, con bé không nói dối, cô bé thật sự đến từ phố Nam, nơi đó là khu dân nghèo, rất loạn. Mà cô bé thật sự có chút danh tiếng ở nơi đó, được gọi là đại tỷ. Sở dĩ cô bé đến đây, có lẽ đúng là muốn kiếm ăn. Thượng quan ngưng lại lắc đầu, nhà đầu này tầm ngầm mà đấm chết voi, không đơn giản đâu.
cô bé đến đây chắc chắn không phải vì kiếm ăn. Người ở đáy xã hội muốn thay đổi số phận rất khó, vì bọn họ hoàn toàn không thể chạm được vào phương pháp luyện thể. Cô bé đến đây, có lẽ là muốn thử vận may. A Trúc gật đầu, tán thành quan điểm này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thượng quan Ngưng lại nói, người này không đơn giản đâu, chúng ta nên thân thiết với cô bé. A Trúc cất giọng nặng nề, cô bé đúng thật là trẻ mồ côi, không còn người thân nào cả, nhưng cô bé có một đám tỉ muội và huynh đệ ở phố Nam. Trước đây không lâu, còn có mấy đứa trẻ dò xét xung quanh thư viện, có lẽ cô bé xung phong đến trước. Thượng quan Ngưng nói, để mấy người thân thiết nhất với cô bé vào thư viện đi. A Trúc gật đầu, nô tỳ sẽ sắp xếp. Dứt lời, nàng ta rời đi. Thượng quan Ngưng đứng tại chỗ nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên nhìn quan nhất đang ngồi thiền tu luyện phái xa, khẽ mỉm cười, không thể không nói, quan nhất này thật sự rất cố gắng. Thật ra cũng có thể hiểu. Nếu một người nghèo nắm bắt được cơ hội để trở mình, đương nhiên là phải vô cùng cố gắng rồi. Thiên phú của quan nhất không tốt lắm, nhưng cũng không tệ, tâm lý tốt là được. Một lúc lâu sau đó, quan nhất đột nhiên đứng dậy, cô bé đấm một phát về phía xa. Oanh! Một ngọn núi nhỏ đổ ầm xuống. Vũ trụ tinh không chi lực. Nhìn thấy cảnh này, quan nhất lập tức sững sờ. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô bé, cười nói, bất ngờ lắm sao? Quan nhất gật đầu. Diệp Huyên cười này, cái này vẫn chưa là gì đâu. Quan nhất nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, tốc độ và lực lượng của con bây giờ vẫn còn không đủ, phải luyện thêm. Quan nhất gật đầu, con biết rồi. Nói xong, cô bé hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tu luyện. Thời gian dần trôi, quan nhất trong tiểu tháp cũng dần trưởng thành, từ cô bé trở thành một đại cô nương. Diệp Huyên cũng rất yêu thích quan nhất. Thích sự lưu manh của cô bé. Nhìn cô bé, hắn như nhìn thấy bản thân của quá khứ. 10 năm trôi qua, thực lực của quan nhất đã xuất hiện thay đổi long trời lở đất, cảnh giới của cô bé bây giờ đã vượt qua cả tông sư cửu phẩm. Phải nói rằng đã không thể suy xét thực lực của cô bé bằng cảnh giới ở đại lục vô cực nữa rồi, phải dùng cảnh giới của nền văn minh thần chi. Nếu suy xét bằng cảnh giới của nền văn minh thần chi, thực lực của cô bé lúc này có lẽ là chi huyền cảnh. Trên mặt biển, quan nhất chân đạp mặt nước, tay phải siết chặt, trông giống như thầy tu ngồi thiền. Sau đó, quan nhất đột nhiên biến mất. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển bị tách ra thành một đường dài đến vạn dặm, vì lực lượng quá mạnh, nên toàn bộ mặt biển đều bắt đầu cuộn trào, tạo thành sóng lớn cao mấy vạn trượng, cực kỳ đáng sợ. Ở đầu bên kia, quan nhất đứng nhìn khe hở dài vạn dặm bằng ánh mắt vô cùng hưng phấn. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt cô bé, hắn khẽ cười, có thể đi tỉ võ rồi. Quan nhất nhìn Diệp Huyên, sư phụ, còn có thể khiêu chiến với người không? Khiêu chiến Diệp Huyên. Sở dĩ cô bé làm như thế là vì trong khoảng thời gian dạy cô bé, Diệp Huyên chưa từng ra tay dù chỉ một lần. Cô bé rất muốn biết thực lực của Diệp Huyên. Trước kia, chắc chắn cô bé sẽ không dám, nhưng bây giờ, cô bé cảm thấy bản thân như sắp vô địch rồi. Nghe thấy lời của quan nhất, Diệp Huyên khẽ cười, được. Quan nhất nhìn Diệp Huyên, sư phụ, con sẽ sử dụng toàn lực đấy. Dứt lời, cô bé siết chặt tay phải, sau đó đấm tới một phát. Cú đấm này kéo theo vũ trụ tinh không chi lực kinh khủng áp đảo về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên nhẹ nhàng vung tay phải. Oanh! Tất cả lực lượng lập tức biến mất. Quan nhất sững sờ, con yếu đến thế sao? Yếu đến thế sao? Diệp Huyên cười nói, có lẽ không phải con yếu, mà là ta quá mạnh. Ha ha! Quan nhất cười nói, sư phụ, rốt cuộc người mạnh đến mức nào vậy? Diệp Huyên im lặng, không thể trả lời. Rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lúc này, hắn chợt thấu hiểu cho tâm trạng của Thanh Nhi trước đây. Trước đây hắn cũng từng liên tục hỏi Thanh Nhi mạnh đến mức nào, Thanh Nhi không hề nói gì, giống như tâm trạng của hắn lúc này vậy. Quan nhất chớp mắt, sư phụ là vô địch sao? Diệp Huyên lập tức cười to đáp, có thể xem là thế. Quan nhất nghiêm túc hỏi, sư phụ,
ngài thật sự chỉ là muốn mở thư viện ở Thiên Nhất Thành thôi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, chúng ta ra ngoài thôi. Dứt lời, hắn bèn muốn dẫn Quan Nhất ra ngoài, nhưng lúc này, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn đột nhiên mở tay phải, một viên gạch màu đen xuất hiện trước mặt Quan Nhất. Quan Nhất sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, ta biết con không quen sử dụng các vũ khí khác, vì thế, ta đã dùng vật liệu đặc biệt chế tạo ra cái này cho con dùng thử xem. Quan Nhất cầm lấy viên gạch quan sát một lúc, sau đó nói, cảm ơn sư phụ. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó dẫn Quan Nhất rời khỏi tiểu tháp, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Quan Nhất, Thượng Quan Ngưng và A Trúc đều sửng sốt. Lớn đến thế rồi à? Hai cô gái kinh ngạc đến mức ngơ ngác. Quan Nhất cũng sửng sốt. Vì cô bé không hề nhận ra thời gian trong tiểu tháp khác với thời gian bên ngoài. Lúc này, cô bé chợt hiểu rồi. Tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu tháp hoàn toàn khác với bên ngoài. Thật đáng sợ. Quan Nhất quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, sư phụ của cô bé đáng sợ quá đi mất. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi tỉ võ thôi. Tỉ võ? Thượng Quan Ngưng hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, cô bé. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi đến một nơi đặc biệt, thời gian của nơi đó khác ở đây, vì thế cô bé đã trưởng thành rồi, nhưng bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một hai ngày mà thôi. Nghe vậy, nét mặt Thượng Quan Ngưng lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Thời gian khác nhau. Đương nhiên nàng ta biết nó có ý nghĩa thế nào. Nghịch thiên. Diệp Huyên cười nói, Thượng Quan cô nương, tỷ võ ở đâu thế? Thượng Quan Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói, ta dẫn hai người đi. Dứt lời, nàng ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên và Quan Nhất đuổi theo. Mọi người nhanh chóng đi tới một lôi đài tỷ võ ở trung tâm thành, lôi đài tỷ võ này rất lớn, dài rộng đến nghìn trượng, xung quanh lôi đài có 12 trụ đá, mỗi trụ đá đại diện cho một người. 12 người. 12 người này chính là 12 yêu nghiệt đứng đầu bảng Thiên Nhất. Đều là những thiên tài danh tiếng lẫy lừng. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Quan Nhất bay lên lôi đài. Thượng Quan Ngưng đứng bên dưới nhìn Quan Nhất, cô bé phải khiêu chiến ai? Diệp Huyên cười đáp, cô bé tự quyết định. Cô bé tự quyết định. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thượng Quan Ngưng hơi sửng sốt, nàng ấy nhìn về phía Quan Nhất trên lôi đài, nói thật, bây giờ nàng ấy cũng không biết thực lực của Quan Nhất thế nào. Nhưng theo dự đoán của nàng ấy, dù Quan Nhất có yêu nghiệt đến mấy thì cũng không mạnh được bao nhiêu. Thời gian thật sự quá ngắn. Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Thượng Quan Ngưng, Diệp Huyên cười khẽ, cũng không nhiều lời, hắn nhìn về phía Quan Nhất trên lôi đài, lúc này, Quan Nhất chợt nói, 12 người, xông lên một lượt đi. Xông lên một lượt. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ở xung quanh lôi đài đều bất ngờ. Diệp Huyên cũng sửng sốt, hắn cũng không ngờ Quan Nhất lại làm thế. Lúc này, Quan Nhất nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười. Diệp Huyên hiểu ra. Gia Oai. Nếu thư viện Quan Huyên muốn nêu cao tên tuổi thì chỉ còn thể chọn Gia Oai. Thái độ vô địch, càn quét mọi thứ. Mà Diệp Huyên hắn bây giờ đã không còn là kẻ nhỏ bé nữa, mà đã là một người lớn nấp sau lưng một đứa trẻ rồi. Xông lên một lượt. Nghe thấy lời này, mọi người ở xung quanh lôi đài đều sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người bắt đầu giễu cợt. Cô gái này bị ảo tưởng à? Không chỉ mọi người, Thượng Quan Ngưng ở bên cạnh cũng tỏ vẻ khó tin. Khiêu chiến tất cả mọi người. 12 người trên bảng này đều là thiên tài yêu nghiệt đứng đầu đại lục vô cực, bất cứ một ai cũng đều là nhân vật nghịch thiên, huống hồ là 12 người cộng lại. Một mình đấu với 12 người. Quá ngông cuồng. Thượng Quan Ngưng lắc đầu, nhưng nàng ấy cũng không nói gì nhiều. Dù nàng ấy cũng cảm thấy hơi vô lý, nhưng trực giác nói với nàng ấy, Quan Nhất bây giờ không hề đơn giản. Lúc này, Quan Nhất trên lôi đài lặp lại lần nữa, xông lên một lượt đi. Xông lên một lượt đi. Lời nói của Quan Nhất khiến mọi người nhận ra khi nãy bọn họ không nghe lầm, cô gái trước mặt thật sự muốn một mình đấu với tất cả cường giả. Mọi người nhìn về phía 12 tấm bia đá kia. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện trên lôi đài. Người này chính là Mục Thiên, đứng thứ 12.
nhìn thấy Mục Thiên, một vài người hâm mộ hắn ta lập tức hưng phấn hò hét. Mục Thiên nhìn Quan Nhất, ngông cuồng. Quan Nhất không hề nhiều lời, lập tức giơ tay đánh ra một quyền. Ầm, cú đấm này kéo theo một lực lượng đáng sợ. Phía xa, con người Mục Thiên chợt co lại, lúc này, trong đầu hắn ta chỉ còn lại một suy nghĩ. Toi đời rồi, ầm, dưới ánh nhìn của mọi người, Mục Thiên lập tức bay ra ngoài, hơn nữa còn là đập vỡ kết giới của lôi đài tỷ võ, bay thẳng đến tận cuối chân trời. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đánh bại trong nháy mắt. Mọi người hoàn toàn hóa đá. Đây là đánh bại trong nháy mắt ư. Thượng quan ngưng ở bên dưới nhìn Quan Nhất, một lát sau, nàng lại quay đầu nhìn Diệp Huyên. Trên lôi đài, Quan Nhất nhìn 11 tấm bia đá còn lại, xuất hiện một lượt đi. Xuất hiện. Xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Lần này, không một ai cho rằng cô gái trước mặt bị điên nữa cả. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện trên lôi đài. Ngô Phu. Xung quanh có người hét lên. Đây là Ngô Phu đứng thứ ba. Rất lâu trước đây, người này đã đạt đến tông sư thất phẩm, mà hiện tại, thực lực càng sâu không lường được hơn. Ngô Phu nhìn Quan Nhất, ngươi là ai? Nét mặt Quan Nhất rất bình tĩnh, Quan Nhất của Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Chưa từng nghe nói tới thế lực này. Lúc nghe thấy lời của Quan Nhất, Ngô Phu cũng nhíu mày. Vì hắn ta cũng chưa từng nghe nói đến Thư viện Quan Huyên này. Lúc này, Quan Nhất chợt cất lời, ta ra tay đây. Ngô Phu gật đầu, sau đó chậm rãi siết chặt tay phải, trong nháy mắt, toàn bộ đài tỉ thí rung động dữ dội, cùng lúc đó, một hơi thở đang sợ thoáng chốc bao phủ tất cả mọi người xung quanh. Đại tông sư bát phẩm. Có người hét lên. Tông sư bát phẩm. Nghe thấy lời này, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức thay đổi. Tông sư bát phẩm. Cảnh giới võ đạo chia thành cửu phẩm, từ nhất đến cửu, cửu phẩm là cấp bậc cao nhất, mà bát phẩm đã có thể xem là cường giả đứng đầu thiên địa rồi. Một tồn tại vô cùng hiếm có. Mà Ngô Phu từng tuổi này đã có thể đạt đến bát phẩm, có thể nói là kinh khủng lắm rồi. Lúc này, Ngô Phu trên lôi đài đột nhiên xông lên, đánh một quyền về phía Quan Nhất. Oanh! Trong nháy mắt, lôi đài lập tức trở nên hư ảo. Cả kết giới của lôi đài cũng không thể chịu được lực lượng của cú đấm này. Lúc này, Quan Nhất lại đánh tới một quyền nữa. Ầm. Sau một tiếng nổ, dưới ánh nhìn của mọi người, Ngô Phu bay thẳng ra ngoài, cũng giống như người khi nãy, bay thẳng đến cuối chân trời. Xung quanh yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người nhìn Quan Nhất, trong lòng đã rung động đến tột cùng. Lại giết chết trong nháy mắt. Thật sự quá khó tin. Lúc này, Quan Nhất đột nhiên nhìn về phía bia đá xếp hạng nhất, bia đá khẽ rung, một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông đang định lên tiếng thì Quan Nhất đột nhiên giơ tay đánh ra một quyền. Ầm. Nhìn thấy cú đấm này, con người người đàn ông kia co lại, hai cánh tay giơ lên. Oanh. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người đàn ông kia lập tức bay ra ngoài. Bay đến tận cuối chân trời giống những người trước đó. Mọi người hoàn toàn hóa đá. Lúc này, Quan Nhất nhìn mọi người, sau đó cất lời, ta là Quan Nhất của Thư viện Quan Huyên, hiện tại Thư viện Quan Huyên của ta đang tuyển người, người đồng ý gia nhập đều có thể học được công pháp luyện thể cao cấp. Nói xong, cô bé xoay người đi xuống, khi đi tới trước mặt Diệp Huyên, cô bé khẽ mỉm cười, sư phụ. Sư phụ. Nghe vậy. Mọi người xung quanh nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, giỏi lắm. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Quan Nhất lập tức cười tươi, vô cùng vui vẻ. Diệp Huyên đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, khẽ mỉm cười, chào mọi người, nếu có hứng thú thì có thể đến Thư viện Quan Huyên tham quan. Nói xong, hắn dẫn Quan Nhất và Thượng Quan Ngưng xoay người rời đi. Thư viện Quan Huyên. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Diệp Huyên dẫn Thượng Quan Ngưng và Quan Nhất trở lại Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên bây giờ đã thành hình, dưới sự giúp đỡ của Thượng Quan Ngưng, Thư viện Quan Huyên tìm thấy một lượng lớn giáo viên văn viện, đều là những người học vấn sâu rộng, còn có mấy chuyên gia về nho giáo nữa. Ban đầu những chuyên gia nho giáo này cũng không muốn đến, nhưng cũng đành chịu,
vì lợi ích mà Diệp Huyên cho bọn họ thật sự quá nhiều. Còn giáo viên của võ viện thì không có một ai. Giáo viên của võ viện rất khó tìm, người quá mạnh thì không chịu đến, người quá yếu thì thượng quan Ngưng không thèm nhận, vì thế cho nên mãi không tìm được. Bốn người nhóm Diệp Huyên tập trung trong điện. Diệp Huyên nhìn về phía thượng quan Ngưng, thượng quan cô nương, ta đã nói với cô điều kiện nhận người rồi, nhớ kỹ, thiên phú không tốt cũng không sao, chỉ cần nhân phẩm tốt là được, thư viện quan Huyên ta thu nhận người chú trọng nhân phẩm nhất, hiểu chưa? Thượng quan Ngưng gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía A Trúc, tất cả chuyện vặt ở thư viện đều sẽ do cô phụ trách. A Trúc cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Diệp Huyên nhìn về phía quan nhất, chuyện của võ viện tạm thời do con phụ trách. Quan nhất chớp mắt, con là viện chủ của võ viện ư? Diệp Huyên lắc đầu, viện chủ của võ viện sẽ do người khác đảm nhận, con là giáo viên của võ viện, tạm thời phụ trách dạy võ cho học viên mới thu nhận. Nghe thấy mình không phải viện chủ của võ viện, quan nhất nhất thời hơi mất mát. Diệp Huyên cười nói, viện chủ võ viện sẽ do người khác đảm nhiệm, sau này con sẽ biết. Quan nhất gật đầu, được. Lúc này, một người đàn ông đi vào, người đàn ông hành lễ với mọi người, sau đó nhìn về phía thượng quan Ngưng, tiểu thư, gia chủ bảo người trở về, nói có chuyện cần thương lượng. Thượng quan Ngưng không hề bất ngờ chút nào, nàng ấy gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ta trở về tộc một chuyến. Diệp Huyên cười nói, để ta về cùng cô. Thượng quan Ngưng thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Thấy Diệp Huyên không giải thích, thượng quan Ngưng cũng không hỏi thêm, lập tức dẫn Diệp Huyên rời đi. Trong điện chỉ còn lại quan nhất và A Trúc. Quan nhất chợt cất lời, A Trúc cô nương, là cô dẫn mấy người bạn của ta vào thư viện sao? A Trúc cười đáp, là ý của tiểu thư. Quan nhất gật đầu, cảm ơn. A Trúc cười, chuyện nhỏ thôi mà. Sau đó, nàng ta rời đi. Ơn tình này là của tiểu thư, đương nhiên nàng ta không dám nhận. Quan nhất ngồi im trong điện một lát, sau đó rời đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và thượng quan Ngưng đi tới thượng quan tộc, vừa đến nơi, một ông lão đã tiến ra nghênh đón. Ông lão cung kính cúi chào thượng quan Ngưng, tiểu thư. Thượng quan Ngưng gật đầu, dẫn ta đi gặp phụ thân. Ông lão hơi do dự, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu thư, việc này. Thượng quan Ngưng lạnh lùng nhìn ông lão, dẫn ta đi. Ông lão không nói gì thêm, vội vàng đi phía trước dẫn đường. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó cùng thượng quan Ngưng đi vào một đại điện, vừa đi vào, Diệp Huyên đã nhìn thấy một ông lão. Ông lão ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, không tỏ khí thế nhưng vẫn oai phong. Thấy Diệp Huyên, ông lão bình tĩnh nói, có lẽ đây là Diệp công tử đúng không? Không hề có ý định đứng dậy. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp công tử đến từ nơi nào, sư phụ là ai? Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, các hạ là tông sư cửu phẩm à? Ông lão bình tĩnh nói. Không biết Diệp công tử là mấy phẩm. Diệp Huyên cười khẽ, ông cảm thấy ta là mấy phẩm. Ông lão cười khẩy, Diệp công tử, đừng trách ta nói thẳng, ta không có hứng thú với cậu. Dứt lời, ông ta chậm rãi đứng dậy, một uy áp đáng sợ xuất hiện từ trong người ông ta. Trong nháy mắt, một khí thế ngút trời áp đảo về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thượng quan Ngưng lập tức thay đổi. Nàng ấy muốn ngăn cản, nhưng ngày sau đó, nàng ấy hoàn toàn sững sờ. Vì nàng ấy phát hiện, uy áp đáng sợ mà cha tỏa ra vừa đến gần Diệp Huyên đã biến mất không còn tăm hơi rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão cũng thay đổi, trong mắt lộ vẻ nặng nề cậu. Cậu là... Diệp Huyên nhìn ông lão, bây giờ nữ nhi của ông làm việc cùng ta, nàng là người của ta, hiểu chứ? Láo xược. Nghe vậy. Trong mắt ông lão lộ vẻ giận dữ, một khắc sau, ông ta đè tay phải về phía trước, một lực lượng mạnh mẽ kéo về phía Diệp Huyên như muốn nghiền nát hắn. Lúc này, toàn bộ thượng quan tộc đều khiếp sợ. Vô số cường giả nhìn về phía đại điện bằng ánh mắt nghi ngờ. Trong điện, Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh, vẫn không có ý định ra tay. Lúc lực lượng kia kéo đến trước mặt Diệp Huyên, nó đột nhiên biến mất, sau đó...
một thanh kiếm xuyên thủng qua giữa chân mày ông lão. Ông lão sững sờ. Thượng quan ngưng ở bên cạnh cũng tỏ vẻ khó tin. Nàng ấy biết Diệp Huyên rất mạnh, nhưng cũng không biết rốt cuộc Diệp Huyên mạnh đến mức nào. Vì Diệp Huyên thật sự rất ít khí ra tay, mà lúc này Diệp Huyên ra tay, nàng ấy mới phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Đánh giá quá thấp rồi. Diệp Huyên không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của ông lão, sau đó nhìn về phía Thượng quan ngưng, khẽ mỉm cười, bắt đầu từ bây giờ, cô chính là tộc trưởng của Thượng quan tộc. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Trong điện, ông lão hoảng sợ nhìn Thượng quan ngưng, hắn. Thượng quan ngưng nhìn ông ta, kính mời cha trầu trời. Ông lão, kính mời cha trầu trời. Nghe thấy lời của Thượng quan ngưng, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi. Đây là muốn giết cha mình ư? Lúc này, Thượng quan ngưng đột nhiên nói cha, sau này cứ giao Thượng quan tộc cho con. Dứt lời, nàng ấy xoay người rời đi. Trong điện, sắc mặt ông lão vô cùng khó coi. Nhưng ông ta không dám nói gì cả. Ông ta sợ. Đương nhiên không phải sợ Thượng quan ngưng, mà là sợ Diệp Huyên đã rời đi. Dù ông ta đã là tông sư cửu phẩm, nhưng khi nãy lúc đối mặt với Diệp Huyên, ông ta lại thấy vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt vọng đó đến từ sâu trong nội tâm. Ông ta biết ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của con người này. Diệp Huyên rời khỏi đại điện, lúc này, một đám cường giả của Thượng quan tộc đã tập trung lại. Bọn họ đều nhìn thấy mọi chuyện diễn ra trong đại điện khi nãy, vì thế, lúc này nhìn thấy Diệp Huyên, thái độ của mọi người đều như nhìn thấy ma. Nhấc tay một cái đã có thể giết chết một tông sư cửu phẩm trong nháy mắt, thực lực này thật sự không thể nào miêu tả bằng lời. Lúc này, Thượng quan ngưng cũng đi ra ngoài. Thượng quan ngưng nhìn mấy cường giả của Thượng quan tộc, sau đó nói, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là tộc trưởng của Thượng quan tộc. Nghe vậy, sắc mặt một vài cường giả Thượng quan tộc xung quanh lập tức thay đổi, một ông lão trong đó bước ra, nổi giận nói, một nữ nhân như ngươi có thực lực gì đảm nhiệm trọng trách của gia chủ chứ? Ngươi! Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua giữa chân mày ông lão vừa nói chuyện. Giọng nói của ông lão dừng lại. Các cường giả Thượng quan tộc xung quanh đều sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau. Diệp Huyên nhìn thoáng qua mọi người, còn ai không phục nữa không? Nếu còn thì mời bước lên hai bước. Mấy cường giả nhìn Diệp Huyên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, đều không dám nói gì. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thượng quan ngưng. Bây giờ Thượng quan tộc thuộc quyền quản lý của cô, nếu có vấn đề gì thì đến thư viện tìm ta. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn vốn còn muốn thương lượng với Thượng quan tộc, dù sao Thượng quan tộc cũng là một gia tộc lớn, có tác dụng rất lớn với thư viện, nhưng tiếc là đối phương không muốn thương lượng với hắn, đành chịu rồi, chỉ có thể để một người nghe lời hơn làm giáo chủ thôi. Thượng quan ngưng nhìn Diệp Huyên rời đi phía xa với nét mặt vô cùng phức tạp. Nàng ấy biết bản thân đã ràng buộc với Diệp Huyên rồi. Bây giờ nàng ấy chỉ có thể đi theo Diệp Huyên mới có thể quản lý được Thượng quan tộc, nếu không, mấy ông già trong Thượng quan tộc sẽ xé xác nàng ấy. Vì vậy, nàng ấy chỉ có thể dựa vào Diệp Huyên. Một lát sau, Thượng quan ngưng quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói, có lẽ đây là một bắt đầu mới của Thượng quan tộc. Dứt lời, nàng ấy cũng xoay người rời đi. Về việc phục tùng Diệp Huyên, trong lòng nàng ấy cũng không thấy có gì khó chịu, thậm chí nàng ấy còn cảm thấy, Thượng quan tộc đi theo Diệp Huyên càng có thể phát triển tốt hơn. Dẫu sao người đàn ông này thật sự là rất mạnh. Sau khi về đến thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên phát hiện trước cửa có rất nhiều người trẻ tuổi đến, khoảng hơn 10.000 người. Đây đều là những người đến để gia nhập thư viện. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nở nụ cười thỏa mãn. Rõ ràng là thư viện Quan Huyên đã bắt đầu có danh tiếng nhờ việc đánh nhau rồi. Nếu đã có danh tiếng, thì tiếp theo, có thể không cần lo lắng chuyện của học viện nữa. Ngày sẽ có càng nhiều người gia nhập thư viện, vì phúc lợi của thư viện thật sự khá ổn. Mà việc thư viện phải làm chính là chọn người. Chọn những người xuất sắc và có nhân phẩm tốt. Diệp Huyên cũng không rảnh rỗi ở trong thư viện, hắn tìm đến Thượng quan ngưng. Trong điện. Thượng quan ngưng nhìn Diệp Huyên, bí cảnh. Diệp Huyên gật đầu, càng nguy hiểm càng tốt. Thượng quan ngưng im lặng một lát rồi nói, hung địa.
Diệp Huyên nhíu mày, hung địa. Thượng quan Ngưng gật đầu, đây là cấm địa đứng đầu đại lục vô cực, ngay cả tông sư cao cấp cửu phẩm cũng không dám bước vào hung địa này, vì đã có mười mấy tông sư cửu phẩm chết ở đây rồi, không một ai sống sót. Hung địa. Diệp Huyên nhếch môi, sau đó nói, đi đến hung địa. Nghe vậy, thượng quan Ngưng sửng sốt. Diệp Huyên cười hỏi, cô sợ à? Thượng quan Ngưng nhìn Diệp Huyên, đi theo huynh, ta không sợ. Diệp Huyên cười to, sau đó dẫn thượng quan Ngưng rời khỏi. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến hung địa. Lối vào hung địa nằm ở vực sâu thung lũng, nhìn vực sâu trước mặt, nét mặt thượng quan Ngưng lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Đương nhiên nàng ấy rất kiêng dè và sợ hãi hung địa. Đây là nơi nguy hiểm nhất của đại lục vô cực, nhưng dù là tông sư cao cấp cửu phẩm tiến vào bên trong cũng không có khả năng sống sót. Mà hiện tại, người đàn ông bên cạnh nàng ấy lại muốn đi vào trong. Thượng quan Ngưng hơi do dự, sau đó hỏi, hay là suy nghĩ lại đi. Diệp Huyên cười khẽ, dứt khoát dẫn thượng quan Ngưng tiến vào trong vực sâu, chỉ trong nháy mắt, hai người đã rơi thẳng xuống dưới. Sau khi rơi xuống, một hơi thở lạnh lẽo lập tức phả vào mặt từ bốn phương tám hướng, lạnh đến thấu xương. Thượng quan Ngưng vô thức nhích đến gần Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó là một thi thể đã khô héo. Vì thế, Diệp Huyên bèn dẫn Thượng quan Ngưng đi tới đó, Thượng quan Ngưng nhìn thi thể trước mắt, trầm giọng nói, đây là cổ tông sư, năm đó nổi tiếng khắp đại lục vô cực, nhưng sau đó thì đột nhiên mất tích, không ngờ ông ấy cũng chết ở đây. Dứt lời, trong mắt nàng ấy lộ vẻ phức tạp. Ở trước mặt rất nhiều người, dù là tông sư đã tu luyện đến cửu phẩm cũng giống như kiến mà thôi. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Nghe thấy thế, sắc mặt thượng quan Ngưng lập tức thay đổi, nàng ấy kéo tay Diệp Huyên, nhưng lại cảm thấy không ổn nên vội vàng buông ra. Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một cô gái mặc quần áo cũ nát đi tới, cô gái có mái tóc dài, đôi mắt sâu thẳm, sắc mặt tái mét, trông chẳng khác nào ma quỷ. Diệp Huyên nhìn nàng ta, không nói một lời. Lúc này cô gái cũng đang nhìn Diệp Huyên, hình như ngươi không sợ chút nào. Diệp Huyên cười hỏi, sợ gì chứ? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kẻ ngu dốt không biết sợ là gì. Dứt lời, nàng ta chậm rãi nâng tay phải, trong nháy mắt, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức bị xé rách. Nhìn thấy cảnh này, thượng quan Ngưng ở bên cạnh thoáng chốc thay đổi sắc mặt thập phẩm. Không ngờ cô lại là đại tông sư thập phẩm trong truyền thuyết. Thập phẩm. Thân thể xé rách thời không. Đây vẫn luôn là một truyền thuyết trong đại lục vô cực, mà nàng ấy không ngờ rằng người trước mặt lại có thể là một đại tông sư thập phẩm. Bây giờ cuối cùng nàng ấy cũng đã hiểu vì sao những tông sư cửu phẩm này lại chết ở đây rồi. Vì nơi này có đại tông sư thập phẩm. Nghĩ vậy, nàng ấy vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, mà lúc này, Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh, chẳng mấy chốc, thời không nơi Diệp Huyên đang đứng đã nát tan, nhưng Diệp Huyên lại không xảy ra chuyện gì cả. Thượng quan Ngưng sửng sốt. Cô gái phía xa cũng thế. Diệp Huyên nhìn cô gái ăn mặc rách dưới kia, chỉ có vậy thôi sao? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một câu, một khắc sau, nàng ta biến mất, ngay sau đó, tay nàng tay bắt lấy cổ họng Diệp Huyên vặn mạnh một cái. Một lực lượng đáng sợ bộc phát từ cổ họng Diệp Huyên. Oanh! Thời không xung quanh rung động, nhưng Diệp Huyên vẫn không hề chịu ảnh hưởng. Cô gái trước mặt Diệp Huyên hoàn toàn hóa đá. Nàng ta kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, liên tục lùi về sau, ngươi. Ngươi là, Diệp Huyên bình tĩnh nói, quá yếu. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, sau đó dẫn thượng quan Ngưng đi về phía xa. Lúc này, cô gái chợt hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên quay đầu nhìn nàng ta, một người đàn ông vô địch. Cô gái. Diệp Huyên không quan tâm đến nàng ta, mà chỉ dẫn thượng quan Ngưng tiếp tục đi về phía trước. Thượng quan Ngưng ở bên cạnh Diệp Huyên im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Thượng quan Ngưng nghiêm túc hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười khẽ, ta là Diệp Huyên, viện trưởng của Thư viện Quan Huyên. Thượng quan Ngưng hỏi, người của thế giới bên ngoài vũ trụ ư? Diệp Huyên gật đầu. Thượng quan Ngưng nhẹ giọng hỏi, thế giới bên ngoài vũ trụ có rộng lớn không?
Diệp Huyên cười đáp, rất rộng lớn. Thượng quan Ngưng nói với vẻ khát khao, ta muốn đi xem thử. Diệp Huyên cười nói, không phải đơn giản quá à. Sau này nếu muốn ra ngoài, cô có thể đi bất cứ lúc nào. Thượng quan Ngưng nhìn về phía Diệp Huyên, thật ư. Diệp Huyên gật đầu, thế giới này thật sự rất nhỏ bé, hơn nữa nền văn minh võ đạo còn lạc hậu, sau này cô có thể ra ngoài mở mang tầm mắt. Thượng quan Ngưng gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, cô gái khi nãy còn đang đi theo. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương muốn làm gì? Cô gái nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười khẽ, sau đó đáp, cô nương, ta không có ác ý với cô, đến đây chỉ là muốn ra oai. À không, ta đến đây là vì tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu thôi, không có ý gì khác cả. Tìm tòi nghiên cứu. Cô gái im lặng một lát rồi nói, bên trong rất nguy hiểm. Diệp Huyên chớp mắt, đối với ta, không có nơi nguy hiểm. Những nơi ta đến đều là chốn bồng lai. Cô gái. Diệp Huyên dẫn theo Thượng quan Ngưng tiếp tục đi về phía trước, cô gái do dự một lát rồi cũng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, ba người đã đi tới cạnh một bờ sông, vừa đến nơi, một mùi máu tanh lập tức bay vào mũi. Diệp Huyên cau mày. Hắn phát hiện đây là một con sông máu. Ông máu. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái. Cô gái bình tĩnh giải thích, sông huyết sắc, nơi này là địa bàn của huyết quân. Huyết quân. Diệp Huyên nói, cô nương có thể giới thiệu cho ta một chút về nơi này không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta không muốn nói. Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc lá đột nhiên bay vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn kẹp lấy lá cây bằng hai ngón tay. Tùy tiện ném một phát. Vụt. Cô gái còn chưa kịp phản ứng, lá cây đã đâm vào sâu trong mi tâm nàng ta nửa tấc, máu tươi lập tức chảy ra, nhuốm đỏ gò má nàng ta. Cô gái sửng sốt. Diệp Huyên nhìn nàng ta, có phải cô thấy ta hiền lắm không? Đúng là khi đối mặt với người đẹp, ta thật sự khá hiền lành, ví dụ như thượng quan cô nương bên cạnh, ta cảm thấy trò chuyện với người đẹp rất vui, dù sao cũng có câu cảnh đẹp ý vui mà. Nhưng cô, nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, đừng trách ta nói thẳng, cô không đẹp cho lắm. Ta chỉ mềm lòng với những cô gái xinh đẹp thôi. Cô gái. Thượng quan Ngưng nhìn Diệp Huyên, nàng ta hơi nhếch môi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ánh mắt của cô gái mặc đồ rách kia lập tức trở nên lạnh như băng. Tức giận. Lời Diệp Huyên nói thật sự rất tổn thương. Nhưng nàng ta lại không dám ra tay. Vì nàng ta biết trước mặt người đàn ông này, nàng ta cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng ta trở nên bi thương. Nàng ta là tông sư thập phẩm, dù không cho là bản thân vô địch thiên hạ, nhưng chắc chắn trên đời này cũng chẳng có mấy ai có thể đấu lại nàng ta. Mà lúc này, sự thật tàn khốc cho nàng ta biết, ở trước mặt người khác, nàng ta vẫn chỉ là một con kiến. Bất đắc dĩ. Cô gái thầm thở dài. Nàng ta không tranh cãi lại Diệp Huyên, cũng không chống đối với hắn. Vì nàng ta không muốn chết. Lúc này, con sông kia đột nhiên sôi trào. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía con sông máu, trong dòng sông có một người máu lặng lẽ ngưng tụ. Nhìn thấy người máu này, nét mặt Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng đây chính là huyết quân kia. Huyết quân vừa xuất hiện, một uy áp đáng sợ đã bao phủ lấy ba người nhóm Diệp Huyên. Lần này, Thượng quan Ngưng lại không hề có vẻ sợ hãi. Cô gái bên cạnh nhìn huyết quân, không nói một lời. Huyết quân cất lời, cô gái váy trắng, người dẫn bọn họ đến địa bàn của ta làm gì? Cô gái váy trắng tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Huyết quân nổi giận, ngươi muốn gây chuyện đúng không? Cô gái váy trắng lạnh lùng hỏi, ngươi không phục à? Huyết quân đột nhiên bình tĩnh lại, ngươi cố ý chọc giận ta. Sau đó để ta ra tay. Nghe vậy, cô gái váy trắng cau mày. Huyết quân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, gã ta quan sát Diệp Huyên, sau đó nói các hạ xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Huyết quân im lặng một lát rồi hỏi, các hạ có chuyện gì sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, ta chỉ muốn thăm dò nơi này thôi. Huyết quân nhìn thoáng qua cô gái váy trắng. Sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, dường như gã ta đã hiểu ra điều gì đó.
Vì vậy, Huyết Quân nói, các hạ cứ tự nhiên. Sau đó, gã ta chậm rãi chìm xuống đáy sông, sau đó biến mất. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng im lặng một lát rồi nói, người bên ngoài đều gọi nơi này là hung địa. Thật ra không phải thế, thật ra nơi này là một di tích thượng cổ. Diệp Huyên nhíu mày, di tích thượng cổ. Cô gái váy trắng gật đầu, từ rất lâu trước kia, nền văn minh võ đạo của đại lục vô cực không hề lạc hậu như bây giờ. Khi đó, tông sư thập phẩm nhiều vô số kể, trên thập phẩm còn có mười mấy cảnh giới nữa. Tiếc là sau đó đại lục này xảy ra đại chiến, cường giả trên đại lục đều chết trận, nền văn minh võ đạo bị đứt đoạn. Nói đến đây, nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, đây chính là chiến trường ban đầu kia. Diệp Huyên hỏi, cô là người của thời đại ban đầu kia à? Cô gái váy trắng lắc đầu, không phải, ta chỉ là một người may mắn, lấy được truyền thừa của một cường giả, nhờ đó đột phá giới hạn cửu phẩm. Sở dĩ những người sau đó đi về đều chết hết là vì chúng ta không muốn chia sẻ lợi ích cho người khác nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Những người này muốn độc chiếm. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, sau đó hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, ta không phải người của vũ trụ này. Cô gái váy trắng trầm giọng hỏi, người của vũ trụ bên ngoài à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Trong mắt cô gái váy trắng lộ vẻ phức tạp, sau đó nàng ta im lặng. Diệp Huyên cười nói, có phải còn có lý do khác khiến các cô không muốn rời khỏi đây không? Cô gái váy trắng gật đầu, nàng ta chỉ về phía một ngọn núi ở cuối tầm mắt, trên ngọn núi kia có một tông môn có tên là Vô Cực Tông, tông môn này là tông môn đứng đầu đại lục vô cực năm đó. Trong tông môn này có truyền thừa vô cùng mạnh, nhưng ngọn núi này có cấm chế đáng sợ, người bình thường hoàn toàn không thể đi vào bên trong. Chúng ta tu luyện ở nơi này là vì hy vọng có thể phá vỡ cấm chế của ngọn núi này, tiến vào bên trong, lấy được truyền thừa của tông môn này. Vô Cực Tông. Diệp Huyên quay đầu nhìn ngọn núi kia, cô gái áo trắng nói đúng, hắn thật sự cảm nhận được cấm chế. Nhưng nó không mạnh chút nào, chỉ cần vung tay là có thể biến mất. Diệp Huyên thầm thở dài. Lúc này, hắn lại nhớ tới chuyện dẫn theo Thanh Nhi bước vào cấm địa trước kia. Lúc này, cuối cùng hắn cũng may mắn hiểu được cảm nhận của Thanh Nhi trước đây. Vô vị. Không hề có chút độ khó nào. Chẳng thú vị gì cả. Đương nhiên vẫn phải giả vờ một chút. Diệp Huyên cười nói, đi xem thử đi. Dứt lời, hắn dẫn Thượng Quan Ngưng đi theo mình. Cô gái váy trắng ở bên cạnh trần trừ một lát rồi cũng vội vàng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên dẫn hai cô gái Thượng Quan Ngưng đi tới dưới chân núi. Vừa đến nơi, Diệp Huyên đã nhìn thấy một ông lão. Ông lão đứng dưới chân núi ngẩng mắt nhìn lên trên, ánh mắt đờ đẫn. Cô gái váy trắng ở bên cạnh nhìn thoáng qua ông lão, trong mắt lập tức lộ vẻ kiêng dè, sau đó vô thức nhích đến gần Diệp Huyên hơn. Lúc này, ông lão kia thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên không thèm quan tâm đến ông lão, hắn đi thẳng về phía ngọn núi phía xa, cũng không phải đi dọc theo đường núi, mà là di chuyển trong không trung, bước từng bước về phía đỉnh núi. Nhìn thấy cảnh này, ông lão lập tức híp mắt. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên không nói một lời. Thượng Quan Ngưng ở bên cạnh vội vàng đuổi theo. Thấy vậy, cả cô gái váy trắng cũng đuổi theo. Lúc này, một lực lượng đáng sợ đột nhiên kéo xuống từ phía chân trời. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời lập tức rung động. Nhìn thấy cảnh này, ông lão bên dưới lập tức thay đổi sắc mặt. Trên không trung, nét mặt Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo. Oanh! Trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ kia lập tức không còn tăm hơi. Chẳng những thế, cấm chế trên chân trời cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cảnh này, ông lão bên dưới lập tức sững sờ. Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong lòng vô cùng rung động. Diệp Huyên hoàn toàn không để tâm, hắn tiếp tục dẫn theo hai cô gái đi về phía đỉnh núi, chẳng mấy chốc, ba người đã lên đến đỉnh núi. Trước mặt bọn họ không xa là một cánh cửa đá rất to, phía sau cửa đá là mười mấy tòa cung điện. Vô Cực Tông. Trước cửa đá có một ông lão mặc áo vải đay đang ngồi xếp bằng, ông lão hơi cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có hơi thở.
Nhưng Diệp Huyên lại cảm nhận được một lực lượng linh hồn bên trong cơ thể ông ta. Rất rõ ràng là đối phương có để lại một tia thần hồn. Diệp Huyên nhìn ông lão áo vải đai kia, lạnh nhạt nói, xuất hiện đi. Hắn vừa dứt lời, một tia linh hồn lập tức bay ra từ trong người ông lão. Linh hồn của ông lão nhìn Diệp Huyên, người đã đánh tan cấm chế của nơi này. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão áo vải đai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chàng trai trẻ, người có từng nghe nói tới ngụy tộc của ngoại vực không? Ngụy tộc của ngoại vực. Diệp Huyên nhíu mày, chưa từng. Ông lão im lặng một lát rồi nói, chàng trai trẻ, vì sao ta không thể cảm nhận được hơi thở của ngươi? Diệp Huyên nhìn ông lão, ông muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Ông lão sửng sốt, sau đó đáp, đương nhiên là lời nói thật. Diệp Huyên nghiêm túc nói, có lẽ là vì ông quá yếu. Nét mặt ông lão cứng đờ. Thượng quan Ngưng ở bên cạnh không nhịn được phì cười. Diệp Huyên nhìn thoáng qua tòa đại điện phía xa, sau đó hỏi, ngụy tộc ngoại vực là chủng tộc gì? Ông lão khẽ thở dài, một chủng tộc rất mạnh. Năm đó chủng tộc này xâm lược đại lục vô cực chúng ta, toàn bộ cường giả đứng đầu đại lục liên thủ lại, dù cuối cùng đã đánh lùi đối phương, nhưng sau trận chiến năm đó, gần như tất cả cường giả đứng đầu đại lục đều đã chết trận. Võ đạo của đại lục vô cực hiện tại có lẽ đã suy tàn rồi. Cô gái váy trắng ở bên cạnh gật đầu, ở bên ngoài, tông sư cửu phẩm đã là cường giả cao cấp nhất. Ông lão khẽ thở dài, nét mặt rất phức tạp. Diệp Huyên lại nhìn thoáng qua vô cực tông kia một lần nữa, một lát sau, hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thượng quan Ngưng, chúng ta đi thôi. Thượng quan Ngưng sửng sốt, sau đó hỏi, đi ngay bây giờ à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Đương nhiên là hắn không có hứng thú với truyền thừa của vô cực tông này. Cấp bậc quá thấp. Thượng quan Ngưng chần chừ một lát, sau đó cũng vội vàng đuổi theo, dù nàng ấy cảm thấy rất hứng thú với truyền thừa của vô cực tông này, nhưng Diệp Huyên không ở đây, nàng ấy chỉ như một con kiến trước mặt hai người này vậy. Lúc này, ông lão áo vải đai kia chợt nói, tiểu hữu, xin dừng bước. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía ông lão, ông ta trầm giọng nói, ta thấy tiểu hữu khí thế bất phàm, chắc chắn không phải người tầm thường, tiểu hữu, dù ngụy tộc năm đó đã tháo chạy. Nhưng vẫn chưa chết, chắc chắn bọn chúng sẽ kéo nhau trở lại, tiểu hữu, sự an toàn của đại lục vô cực này, cậu. Diệp Huyên khẽ cười đáp, hiện tại đại lục vô cực sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào, ông không cần phải lo lắng về điều này nữa. Ông lão tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười đáp, vì đã có ta bảo vệ rồi. Dứt lời, hắn xoay người ung dung rời đi, quần áo tung bay, trong đất trời có sấm chớp rền vang, kiếm khí tung hoành. Vô cùng đáng sợ. Mọi người. Diệp Huyên nhanh chóng dẫn theo Thượng quan Ngưng biến mất trong tầm mắt của ông lão. Ông lão ngạc nhiên nhìn lên chân trời, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lúc này, cô gái váy trắng chợt nói, ông đưa truyền thừa cho ta đi. Ông lão nhìn về phía cô gái bình tĩnh nói tiếp, ta cùng phe với hắn. Ông lão. Lúc này, một khí thế lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Cảm nhận được khí thế này, sắc mặt ông lão thoáng chốc thay đổi. Chấm. Sau khi rời khỏi hung địa, Diệp Huyên dẫn Thượng quan Ngưng trở về Thư viện Quan Huyên. Hiện tại Thư viện Quan Huyên đã chiêu mộ được hơn 1.000 học viên. Có một điều đáng nói là Ngô Phu và mấy yêu nghiệt khác của bảng thiên nhất ngày đó cũng đi tới Thư viện Quan Huyên. Vì Thư viện Quan Huyên có công pháp luyện thể mạnh mẽ. Những công pháp này cũng không phải tâm pháp thần chi. Mà là một vài công pháp luyện thể cao cấp Diệp Huyên lấy được từ vũ trụ khác. Những công pháp luyện thể này dù không bằng tâm pháp thần chi, nhưng so với đại lục vô cực, nó đã vô cùng cao cấp rồi. Vì vậy, ngày càng có nhiều người gia nhập Thư viện Quan Huyên. Trong thư viện, Diệp Huyên nằm trên ghế, trong tay cầm một quyển cổ tịch, đang đọc rất chăm chú. Lúc này, một cô gái áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô gái có mái tóc dài. Trên người mặc áo mỏng, hai bầu ngực nảy nở lộ ra, làn da trắng như tuyết, đôi chân thon dài lộ ra ngoài không khí không có gì che giấu, nơi nào đó như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Báu vật. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyên, trong tay chơi đùa với hai quả cầu sắt, cười như không cười, không có người đàn ông nào có thể nhịn được 10 giây trước ta, công tử có muốn thử không?
Diệp Huyên buông cổ tịch trong tay xuống, sau đó hỏi, cô dựa vào cái gì mà cho rằng ta háo sắc? Cô gái cười nói, không có người đàn ông nào không háo sắc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ban ngày bàn mặt, ảnh hưởng không tốt, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Ha ha! Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô gái áo đen lập tức cười to, cười vô cùng xinh đẹp, lồng ngực phập phồng, vô cùng đồ sộ. Diệp Huyên cười khẽ, cô là người của Ngụy tộc à? Cô gái nhìn Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên gật đầu, các cô đừng nghĩ đến chuyện tranh giành đại lục vô cực này nữa, được chứ? Cô gái cười nói, được, đương nhiên là được rồi. Chỉ cần ngươi có thực lực đủ mạnh, ngươi nói cái gì cũng được, nhưng nếu như không có. Diệp Huyên cười khẽ, cô đại diện cho Ngụy tộc à? Cô gái cất lời, ngươi có thể cho là thế. Diệp Huyên đứng dậy, sau đó nói, vì tránh những phiền phức không cần thiết, cô dẫn đường đi. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, dẫn đường. Diệp Huyên gật đầu, đi đến Ngụy tộc. Cô gái vẫn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người muốn đến Ngụy tộc của ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái đột nhiên bật cười, người đúng là tự tin thái quá. Diệp Huyên nhìn cô gái, dẫn đường đi. Cô gái đột nhiên tiến đến gần, nhào tới trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, một tia hàn mang bay thẳng về phía cổ họng của Diệp Huyên, nhưng lúc còn cách cổ họng của Diệp Huyên khoảng nửa tấc, nó đột nhiên dừng lại, vì một tia kiếm quang đã xuyên thủng qua giữa chân mày của cô gái. Lúc này, hai người cách nhau quá gần, cô gái lại còn cúi người, vì thế Diệp Huyên có thể thấy rõ chỗ nào đó của nàng ta, đúng là rất to. Nét mặt Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh. Đàn ông có thể phong lưu, nhưng không thể không có phong độ. Dù sao Thượng Quan Ngưng và Quan Nhất cũng đang ở bên cạnh. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lần này, trong mắt nàng ta lộ vẻ nặng nề và kiêng dè, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên vung tay áo, cô gái lập tức lùi lại mười mấy trượng, nhưng nàng ta không thể nào cử động, vì kiếm quang kia vẫn còn ở giữa chân mày nàng ta. Diệp Huyên đứng dậy đi tới trước mặt cô gái, bây giờ có thể dẫn ta đến Ngụy tộc rồi chứ? Cô gái cười nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, tia kiếm quang ở giữa chân mày cô gái áo đen lập tức biến mất. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười hỏi, trước khi đến tìm ta, cô không điều tra về ta à? Cô gái nhìn Diệp Huyên, bọn họ đúng là chưa điều tra về Diệp Huyên, bạn họ chỉ biết là Diệp Huyên từng đến hung địa thôi. Nàng ta đến đây vốn là muốn giải quyết Diệp Huyên luôn, nhưng nàng ta không ngờ bản thân đã đánh giá thấp thực lực của người này rồi. Diệp Huyên chợt nói, ta nói một lần cuối, dẫn ta đến Ngụy tộc. Cô gái thôi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Huyên, được thôi. Sau đó, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía mấy người nhóm Thượng Quan Ngưng, mọi người trông chừng thư viện. Dứt lời, hắn lập tức biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Quan Nhất nhìn về phía kiếm quang nơi chân trời, nhẹ giọng lẩm bẩm thế giới bên ngoài. Không chỉ Quan Nhất, mà hai cô gái Thượng Quan Ngưng ở bên cạnh cũng vô cùng mong ngóng. Ai không muốn nhìn ngắm vũ trụ bên ngoài chứ? Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và cô gái áo đen đã đi tới một vùng tinh không mờ mịt. Cô gái nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, người có biết kết cục của chuyến đi này không? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, cô cứ việc dẫn đường là được. Cô gái áo đen cười khẩy, không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, hai người đi tới một đại lục, vừa tiến vào, mấy chục thần thức đã bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó hỏi, người mạnh nhất ở đây là ai? Cô gái nhìn hắn, sao? Diệp Huyên không hề nhiều lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay lên không trung, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên biến hóa khôn lường chém xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thời không lập tức sôi trào. Một lực lượng đáng sợ bao phủ lấy toàn bộ đại lục. Lúc này, tất cả cường giả ở toàn bộ đại lục đều hoảng hốt. Cô gái áo đen ở bên cạnh Diệp Huyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hóa đá ngay tại chỗ. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ đại lục à? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão vội vàng cúi chào, xin ngài nương tay. Tay phải của Diệp Huyên hơi đè xuống, kiếm Thanh Huyên lập tức dừng lại. Nhưng cảm giác chèn ép kia vẫn còn tồn tại.
Diệp Huyên nhìn ông lão, ông là tộc trưởng của Ngụy tộc à? Ông lão vội nói, phải. Diệp Huyên gật đầu, đại lục vô cực hiện tại do ta bảo vệ, các người không được đi gây chuyện với đại lục đó nữa. Có vấn đề gì không? Ông lão chần chừ một lát, sau đó vội lắc đầu, không có không có. Diệp Huyên gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thấy Diệp Huyên đã đi, ông lão lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó, trong mắt ông ta lộ vẻ lạnh lùng, đi mời Đại Thiên Tôn giả của Thư viện Quan Huyên. Đại Thiên Tôn giả, một cường giả Ngụy tộc trong bóng tối lặng lẽ rời đi. Diệp Huyên về đến Thư viện Quan Huyên, Thượng Quan Ngưng và Quan Nhất vội vàng nghênh đón, Thượng Quan Ngưng nhìn Diệp Huyên, giải quyết xong rồi à? Diệp Huyên gật đầu, xong rồi. Thượng Quan Ngưng nhìn hắn, sau đó nói, có phải huynh sắp rời đi không? Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Thượng Quan Ngưng im lặng. Quan Nhất chen miệng vào, sư phụ, người muốn rời khỏi nơi này ư? Diệp Huyên gật đầu, nơi này đã bước vào nền nếp, ta ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bây giờ thư viện vừa mới đi vào quỹ đạo. Hơn nữa những thế lực bên ngoài vẫn chưa biết thực lực chân chính của thư viện, cường giả cao cấp ở thư viện cũng chỉ có một mình Quan Nhất, vẫn chưa đủ để những thế lực kia sợ hãi hoàn toàn. Vì thế, hắn còn phải ở lại một khoảng thời gian nữa. Hắn muốn đợi thư viện này có nhiều cường giả, có thể thật sự đứng đầu đại lục này, chẳng những thế, hắn còn phải mở tấm chắn giữa thế giới này và vũ trụ bên ngoài, để người ở đây có thể đi ra bên ngoài. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Quan Nhất lập tức sụ mặt. Diệp Huyên cười khẽ, nhìn về phía Quan Nhất, nhà đầu, con tu luyện thế nào rồi? Quan Nhất nghiêm túc nói, cho con thêm một khoảng thời gian nữa là có thể đạt đến mệnh huyền. Nói đến đây, cô bé chần chừ một lát, sau đó cố lấy can đảm hỏi, sư phụ, con muốn rời đi cùng ngài. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, con phải ở lại đây, bây giờ thư viện đang rất cần con. Đợi sau khi thư viện thật sự đi vào quỹ đạo, con có thể đi tới tổng viện của Thư viện Quan Huyên ở vũ trụ tiểu quan. Nghe vậy, Quan Nhất sửng sốt, sau đó hỏi lại lần nữa, tổng viện. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Quan Nhất do dự một lát rồi nói, có rất nhiều Thư viện Quan Huyên sao? Diệp Huyên cười đáp, vô cùng nhiều. Quan Nhất im lặng. Diệp Huyên nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, sau đó chắp ngón tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày nàng ấy, đây là tâm pháp thần chi. Cô tu luyện theo tâm pháp này sẽ có thể đột phá giới hạn cảnh giới của bản thân. Nghe vậy, Thượng Quan Ngưng lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng cúi thấp người với Diệp Huyên. Tâm pháp thần chi. Thật ra khi thấy thực lực của Quan Nhất tăng vọt, nàng ấy cũng từng muốn hỏi Diệp Huyên, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Vì nàng ấy cảm thấy nếu Diệp Huyên muốn, dù nàng ấy không nói, thì chắc chắn Diệp Huyên vẫn sẽ cho. Nếu không muốn cho, dù nàng ấy có nói, Diệp Huyên cũng sẽ không cho. Chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được. Sự thật chứng minh đúng là như thế. Diệp Huyên lại nói, nơi này rất nhỏ, nhưng ta rất muốn phát triển nó, hai người đều phải nhìn xa trông rộng một chút, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải quản lý nơi này cho tốt. Thượng Quan Ngưng nhìn Diệp Huyên, sau đó gật đầu, ta hiểu. Quan Nhất cũng nói, sư phụ yên tâm, con cũng hiểu rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đang định nói tiếp thì một hơi thở đáng sợ đột nhiên kéo xuống từ phía chân trời. Thấy thế, Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Lại là ai đây? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, phía chân trời có một người đàn ông áo trắng chậm rãi bay xuống. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cau mày, ông không phải người của Ngụy tộc. Người đàn ông quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, ngươi là kiếm tu kia à? Diệp Huyên bình tĩnh hỏi ngược lại, ông là ai? Người đàn ông khẽ mỉm cười, người không biết ta là ai ư? Diệp Huyên nhìn ông lão áo trắng, không nói một lời. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện. Tộc trưởng Ngụy tộc. Nhìn thấy ông ta, Diệp Huyên lập tức lắc đầu thở dài. Hắn tốt bụng quá rồi. Tộc trưởng Ngụy tộc kia cười nói, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cũng cười, ta cứ tưởng chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, nhưng bây giờ xem ra là ta vọng tưởng quá rồi. Tộc trưởng Ngụy tộc cười khẽ, ngươi hối hận đúng không? Diệp Huyên gật đầu, có chút.
Tộc trưởng Ngụy tộc nhìn Diệp Huyên, tiếc là ngươi không còn cơ hội nào khác nữa rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía người đàn ông áo trắng, sau đó cười hỏi, ngươi có biết người này là ai không? Diệp Huyên nhìn người đàn ông kia, không biết. Tộc trưởng Ngụy tộc cười nói, đây là đại thiên tôn giả của Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên sửng sốt, hắn nhìn về phía người đàn ông áo trắng, Thư viện Quan Huyên. Lúc này hắn thấy hơi hoang mang. Một người của Thư viện Quan Huyên đến đây. Người đàn ông cười nói, ngươi từng nghe nói đến Thư viện Quan Huyên à? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là từng nghe nói đến rồi. Vậy ông chưa từng nghe nói đến ta à? Ngươi! Người đàn ông cười to, không hề nói nhảm một câu, ông ta chắp ngón tay với nhau, một lực lượng đáng sợ xuất hiện, như muốn nghiền nát đất trời, vô cùng đáng sợ. Không vui là lập tức ra tay. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, lúc này trong lòng hắn rất nghi ngờ, người này là người của Thư viện Quan Huyên, thế vì sao lại không biết hắn? Lúc này, một lực lượng đáng sợ đã kéo xuống tới chỗ gần đầy Diệp Huyên, hắn không hề nhiều lời, vung tay áo một cái. Hành động này khiến lực lượng kia thoáng chốc tán loạn, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông áo trắng kia sửng sốt. Tộc trưởng Ngụy tộc cũng sửng sốt, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông, tỏ vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên cười hỏi, ông là người của Thư viện Quan Huyên à? Người đàn ông cười nhạt, cực kỳ tự tin nói, đương nhiên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, ông không biết ta sao? Người đàn ông quan sát Diệp Huyên một lúc, cười nói, ta nên biết ngươi à? Hay là người đứng sau ngươi còn mạnh hơn Thư viện Quan Huyên? Diệp Huyên im lặng, ông ta không biết hắn thật. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là từng nghe nói đến rồi. Vậy ông chưa từng nghe nói đến ta à? Ngươi! Người đàn ông cười to, không hề nói nhảm một câu, ông ta chắp ngón tay với nhau, một lực lượng đáng sợ xuất hiện, như muốn nghiền nát đất trời, vô cùng đáng sợ. Không vui là lập tức ra tay. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, lúc này trong lòng hắn rất nghi ngờ, người này là người của Thư viện Quan Huyên, thế vì sao lại không biết hắn? Lúc này, một lực lượng đáng sợ đã kéo xuống tới chỗ gần đầy Diệp Huyên, hắn không hề nhiều lời, vung tay áo một cái. Hành động này khiến lực lượng kia thoáng chốc tán loạn, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông áo trắng kia sửng sốt. Tộc trưởng Ngụy tộc cũng sửng sốt, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông, tỏ vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên cười hỏi, ông là người của Thư viện Quan Huyên à? Người đàn ông cười nhạt, cực kỳ tự tin nói, đương nhiên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, ông không biết ta sao? Người đàn ông quan sát Diệp Huyên một lúc, cười nói, ta nên biết ngươi à? Hay là người đứng sau ngươi còn mạnh hơn Thư viện Quan Huyên? Diệp Huyên im lặng. Ông ta không biết hắn thật. Thư viện Quan Huyên. Người đàn ông áo trắng vẫn luôn giữ nụ cười bình tĩnh trên mặt. Không hoảng loạn chút nào. Vì sao? Vì phía sau ông ta là Thư viện Quan Huyên. Người ở những nơi nhỏ bé này không biết Thư viện Quan Huyên có ý nghĩa gì, nhưng ông ta biết đó là bá chủ siêu cấp của vũ trụ. Thư viện Quan Huyên hiện giờ như mặt trời ban trưa, mệnh lệnh của kiếm chủ nhân gian có ai trong vũ trụ chư thiên vạn giới này dám làm trái lại? Ai dám không tuân theo? Vô địch! Nghĩ đến đây, người đàn ông áo trắng chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh cười bảo, kiếm tu, thực lực của ngươi rất được, khí chất bất phàm, hơn nữa còn biết Thư viện Quan Huyên, chắc cũng không phải người bình thường. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, mọi thứ của ngươi ở trước Thư viện Quan Huyên chẳng là gì cả. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, ông đến từ chi nhánh nào? Hắn biết người đàn ông trước mặt chắc chắn không phải người của Tổng viện Vũ trụ Tiểu Quan, vì nếu là người của Tổng viện thì chắc chắn sẽ biết hắn. Người đàn ông áo trắng cười đáp, Thư viện Quan Huyên của Cổ Vũ trụ. Cổ Vũ trụ. Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng không biết. Thật là gượng gạo. Người đàn ông áo trắng cười lớn, nhìn vẻ mặt ngươi thế này xem ra đến cổ vũ trụ ngươi cũng chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên bình thản nhìn ông ta, dựa theo huyên pháp của Thư viện Quan Huyên,
nếu hai thế lực có tranh đấu thì thư viện Quan Huyên nên hòa giải chứ không phải cậy lớn bắt nạt nhỏ. Hơn nữa, người đàn ông áo trắng ngắt lời Diệp Huyên, bật cười chế nhạo, ngây thơ. Trên thế giới này trước nay luôn là kẻ mạnh làm vua. Đương nhiên nếu đại lục vô cực có thể cho ta nhiều lợi ích hơn thì ta cũng có thể đứng về phía đại lục vô cực, tiếc là bọn họ không thể. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vừa mới lên tiếng, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa hai hàng chân mày của ông ta. Ầm. Người đàn ông áo trắng bị kiếm ghim ngay tại chỗ. Tộc trưởng Ngụy tộc lập tức hóa đá tại chỗ, kinh hãi nhìn kiếm tu trước mặt. Một kiếm. Cường giả của thư viện Quan Huyên đến một kiếm cũng không đỡ nổi. Người đàn ông áo trắng lúc này cũng tràn đầy kinh hãi. Một kiếm. Thanh kiếm đó nhanh đến mức ông ta còn không có thời gian để phản ứng. Dường như người đàn ông áo trắng nghĩ đến điều gì, ông ta vội vàng bóp nát một lá bùa truyền âm hóa thành một luồng sáng trắng bay lên trời, hào vào tinh không. Diệp Huyên nhìn luồng sáng trắng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này trên mặt ông ta đã không còn vẻ bình tĩnh lúc trước nữa. Kiếm tu này mạnh quá. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt ông ta đã trở nên hung ác, ông ta khàn giọng nói, ngươi dám ra tay với ta, ngươi ra tay với ta tức là ra tay với thư viện Quan Huyên, ngươi có biết hậu quả của việc ra tay với thư viện là gì không? Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi, hậu quả gì? Người đàn ông áo trắng hung tợn trả lời, diệt 10 tộc của ngươi. Diệp Huyên bảo, diệt 10 tộc của ta, ta cảm thấy cho dù là kiếm chủ nhân gian viện trưởng của các ông cũng chẳng làm được. Kiêu ngạo. Đương nhiên hắn không kiêu ngạo. Đúng là Diệp Huyên hắn cũng không thể tiêu diệt được 10 tộc của mình. Trong số những người thân thích, hắn đã bị coi là yếu rồi. Ha ha. Người đàn ông áo trắng đột nhiên bật cười lớn, cười rất điên cuồng, vô tri. Thật là vô tri. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, không lên tiếng. Người đàn ông áo trắng cười một lúc rồi bảo, người đã nghe về kiếm chủ nhân gian bao giờ chưa? Diệp Huyên lắc đầu, chưa nghe bao giờ, rất lợi hại à. Người đàn ông áo trắng tức giận chỉ vào Diệp Huyên, người vô địch nhất thiên hạ mà ngươi lại chưa nghe bao giờ, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Huyên cười, nói quá rồi. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên đăm đăm, ta chỉ có thể nói rằng ngươi thật vô tri. Diệp Huyên cạn lời. Thượng quan Ngưng ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên hơi nhíu mày, trong mắt đầy vẻ ngờ vực. Thư viện Quan Huyên. Chẳng phải mình và những người kia cũng là người của thư viện Quan Huyên áo. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người của thượng quan Ngưng chợt co rụt, nàng ấy kinh hãi nhìn về phía Diệp Huyên, chẳng lẽ vị này cũng là người của thư viện Quan Huyên. Hơn nữa cấp bậc còn rất cao, vì thế người đàn ông áo trắng mới không biết hắn. Thượng quan Ngưng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Quan Nhất nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng vô cùng khó hiểu. Đương nhiên cô bé không hoảng sợ chút nào. Bởi vì người đàn ông áo trắng rất yếu, đến cô bé cũng có thể đánh bại. Hơn nữa, giống như Thượng quan Ngưng, cô bé cảm thấy chắc chắn sư phụ mình là người của thư viện Quan Huyên, còn là cấp bậc rất cao. Như nghĩ tới điều gì, Quan Nhất chợt nhìn người đàn ông áo trắng, viện trưởng của thư viện Quan Huyên của ông tên gì? Người đàn ông áo trắng lạnh lùng nhìn Quan Nhất, Diệp Kiếm Chủ. Diệp Kiếm Chủ. Quan Nhất sững sờ, thảng thốt nhìn Diệp Huyên, miệng há to đủ để nhét một quả trứng. Thượng quan Ngưng cũng ngỡ ngàng nhìn Diệp Huyên. Diệp Kiếm Chủ. Lúc này cả hai cô gái đều nghĩ đến một điều. Đúng lúc này, tinh không trên đầu mọi người đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó từng luồng khí thế đang sợ quét xuống. Tới rồi. Từng luồng khí thế đáng sợ quét xuống khiến cho cả tinh hà đều run rẩy. Đây là cường giả siêu cấp vượt xa thập phẩm đại tông sư. Nhìn thấy cảnh này, tộc trưởng Ngụy tộc chợt thở phào nhẹ nhõm. Cường giả thực sự của thư viện Quan Huyên xuất hiện rồi. Lúc này, hơn chục cường giả đỉnh cao xuất hiện trước mặt mọi người. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, người này mặc áo bào trung hoa, tay phải cầm một cuốn sách cổ. Phía sau ông ta còn có 12 cường giả hàng đầu nữa. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy thanh kiếm giữa hai chân mày của người đàn ông áo trắng thì chợt nhíu mày, trong mắt hiện lên sự tức giận.
Người của thư viện Quan Huyên mà cũng dám bắt nạt. Nhưng rất nhanh, ông ta ngẩn ra, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ta mau chóng xuất hiện trước mặt người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng tức giận chỉ vào Diệp Huyên, là hắn, chính là hắn. Câm miệng. Người đàn ông trung niên đột nhiên quát lên một tiếng giận dữ, giống như tiếng sét trực tiếp chấn áp người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng đơ ra. Trong ánh mắt của mọi người, người đàn ông trung niên chậm chậm quay người, nhìn Diệp Huyên phía xa, cơ thể không tự chủ được run lên, Diệp. Viện trưởng. Viện trưởng. Lời này vừa thốt ra, đám cường giả của thư viện Quan Huyên đang có mặt đều ngẩn người. Mà người đàn ông áo trắng lại càng thêm hoang mang, cô Tôn, ngài. Câm miệng. Người đàn ông trung niên lại quát lên tiếng nữa, ông ta hung ác chừng mắt nhìn người đàn ông áo trắng rồi nói, vị này là Diệp viện trưởng, kiếm chủ Diệp Huyên. Diệp viện trưởng. Nghe cô Tôn nói lời này, người đàn ông áo trắng như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cả người ngây ra tại chỗ. Diệp Huyên. Kiếm chủ nhân gian. Viện trưởng thư viện Quan Huyên. Cô Tôn chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, cúi đầu thật sâu trước hắn rồi cung kính nói, viện trưởng. Diệp Huyên bình tĩnh, xem ra vấn đề của thư viện Quan Huyên ở cổ vũ trụ không nhỏ đâu. Nghe câu này của Diệp Huyên, sắc mặt cô Tôn thoáng chốc trắng bệch, ông ta vội vàng quỳ xuống, là lỗi của chúng ta, xin viện trưởng trách phạt. Viện trưởng. Thực ra giờ phút này ông ta cũng đã suy sụp. Vì với cấp bậc của ông ta thì không có khả năng tiếp xúc được với Diệp Huyên, đừng nói là Diệp Huyên, dù là vũ trụ tiểu quan, ông ta cũng chẳng có tư cách vào. Vì vậy ông ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại xuất hiện ở đây. Nếu không vì kiếm Thanh Huyên thì ông ta cũng không dám xác nhận thân phận của Diệp Huyên. Khuôn mặt giống thì cũng có thể là người giống người, nhưng kiếm Thanh Huyên thì là duy nhất. Diệp Huyên vẫn thản nhiên nhìn cô Tôn trước mặt, ta sẽ thông báo cho Tổng viện chuyện này, Tổng viện sẽ cử người tới giải quyết chuyện ở nơi đây, còn người này. Nói rồi hắn nhìn người đàn ông áo trắng sắc mặt tái nhợt kia, ta không giết ông ta, tội của ông ta sẽ do Tổng viện phán xét. Nghe vậy, người đàn ông áo trắng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tổng viện xét xử thì tội của ông ta không đến mức chết. Mà lúc này Diệp Huyên lại bảo. Hẳn là người này đã làm không ít chuyện, để người của Tổng viện điều tra, hiểu không? Nghe những lời này của Diệp Huyên, lòng người đàn ông áo trắng chợt nguội lạnh. Thôi rồi. Hắn đang lật lại nợ cũ đây mà. Nghe câu này của Diệp Huyên, sao cô Tôn còn không hiểu? Ông ta lập tức cúi đầu thật sâu, thuộc hạ cáo lui. Nói xong ông ta đưa người đàn ông áo trắng quay người cùng đi. Sau khi nhóm cô Tôn rời đi. Thượng quan Ngưng và quan Nhất tới trước mặt Diệp Huyên, hai người nhìn hắn không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười hỏi, hai người nhìn ta làm gì? Quan Nhất cười hỏi, sư phụ, người thật sự là viện trưởng của thư viện Quan Huyên ạ? Diệp Huyên lắc đầu cười, con thấy sao? Quan Nhất vội hỏi, thư viện Quan Huyên thật sự rất lợi hại sao ạ? Cô bé chưa từng tiếp xúc với thư viện Quan Huyên ở ngoài. Vì thế không rõ thực lực của thư viện Quan Huyên lắm. Diệp Huyên cười, đến lúc đó con có thể tới Tổng viện xem thử. Quan Nhất làm đệ tử của hắn đương nhiên có thể đến Tổng viện. Nghe Diệp Huyên nói vậy, Quan Nhất nói mau cảm ơn sư phụ. Diệp Huyên cười, ta phải đi rồi. Hắn vốn định ở lại đây một thời gian nữa, nhưng bây giờ người của Tổng viện đã biết hắn ở đây chắc chắn sẽ cử người tới tiếp quản nơi này. Nên hắn không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa. Quan Nhất nhìn tộc trưởng Ngụy tộc sắc mặt tái nhợt bên cạnh, ông ta phải làm sao ạ? Nghe Quan Nhất nói vậy, người tộc trưởng Ngụy tộc chợt run lên. Giờ khắc này ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Huyên nhìn ông ta rồi nói, ta đã từng cho ông cơ hội, ông cảm thấy liệu ta có cho ông cơ hội thứ hai không? Tộc trưởng Ngụy tộc lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, đều là lỗi của cá nhân ta. Mong kiếm chủ đừng liên lụy đến Ngụy tộc của ta. Diệp Huyên bình tĩnh nói, chuyện của ông, Tổng viện thư viện Quan Huyên sẽ tới xử lý, về chờ tin tức đi. Thực ra hắn không có hứng thú với tộc trưởng Ngụy tộc, bởi đối phương ở trước mặt hắn thật sự chỉ như con kiến. Bây giờ thân phận của hắn đã khác. Có rất nhiều việc, hắn không cần phải tự mình làm. Đặc biệt là trước mặt đồ đệ và người đẹp, nhất định phải đề cao một chút.
Nghe Diệp Huyên nói thế, tộc trưởng Ngụy tộc nở nụ cười chua xót, sau đó cung kính lui ra ngoài. Diệp Huyên nhìn Quan Nhất và Thượng Quan Ngưng, hai người giải quyết chuyện của thư viện ở đây trước đi, tổng viện sẽ tới nói chuyện với hai người. Quan Nhất chần chừ một chút rồi hỏi, sư phụ định đi đâu vậy ạ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đi tìm muội muội ta, nàng ấy ở hoang chiến trường. Quan Nhất sửng sốt, muội muội của người. Diệp Huyên gật đầu, chính là người đứng đầu võ viện, sau này gặp nàng ấy phải nghe lời, nếu không con sẽ chịu thiệt đấy. Quan Nhất nháy mắt hỏi, người lợi hại hơn hay nàng ấy lợi hại hơn? Diệp Huyên cười lớn, không nói mà ấn một kiếm xuống, cả vũ trụ tinh hà lập tức bị kiếm của hắn chia làm hai, một vết kiếm dài cả trăm vạn tượng vạch ngang vũ trụ tinh không. Diệp Huyên quay đầu nhìn Quan Nhất, cười nói, con thấy sao? Quan Nhất. Nhìn vết kiếm này, Quan Nhất hãi hùng thẳng thốt. Uy lực của nó thật kinh khủng. Lúc này cô bé hơi hối hận vì sao lúc đó lại không học kiếm cùng Diệp Huyên. Học gạch làm gì cơ chứ? Quan Nhất tiếc hùi hụi. Thượng Quan Ngưng ở một bên cũng kinh ngạc vô cùng. Nhát kiếm này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng ấy. Trước đây tông sư cửu phẩm đã là cường giả mạnh nhất mà nàng thấy rồi. Nhưng bây giờ, uy lực của kiếm này đã hoàn toàn đánh đổ nhận thức về võ đạo của nàng. Đây là sức mạnh của thần tiên. Thượng Quan Ngưng nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta phải đi rồi. Vẻ mặt Quan Nhất ảm đạm, rất không nỡ. Diệp Huyên xoa đầu Quan Nhất cười bảo, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, đừng tự cao tự phụ, phải khiêm tốn. Đương nhiên con không được gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ gặp chuyện, hiểu không? Quan Nhất gật đầu, con biết rồi. Diệp Huyên mỉm cười, nhìn Thượng Quan Ngưng nói, Thượng Quan cô nương, hẹn gặp lại. Nói xong hắn ngự kiếm thoáng chốc biến mất ở nơi tận cùng tinh không. Thượng Quan Ngưng ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu trong tinh không, vẻ mặt phức tạp. Nàng biết có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này được nữa. Bởi vì họ không cùng một thế giới. Mà trong mắt Quan Nhất lại đầy quyết tâm, kiên định. Cô bé phải đến Tổng viện. Sau khi rời khỏi Đại lục Vô Tận, Diệp Huyên đi thẳng đến Hoang Chiến Trường. Phải nói rằng hắn hơi nhớ nhà đầu Thanh Khâu rồi. Với thực lực của hắn hiện giờ, tuy không thể nói là vô địch toàn vũ trụ, nhưng chắc chắn cũng không có mấy đối thủ. Sau khi tích hợp phương pháp gấp vào kiếm Thanh Huyên, chẳng mấy ai có thể đỡ được nhát kiếm này của hắn. Một lúc sau, Diệp Huyên đến một tinh vực không có sự sống. Diệp Huyên dừng lại, nhìn xung quanh, tinh không chung quanh tĩnh lặng nhưng tinh quang lại sáng lạn, mênh mông vô tận. Dựa theo địa chỉ Tần Quan đưa hắn, hẳn là lúc này hắn đã vào thế giới dưới lòng đất của Hoang Chiến Trường rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái đang bước tới. Cô gái mặc chiếc váy dài bằng sợi đay, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen tuyền, trên thân trường thương có một con rồng dài màu vàng cổ, đuôi con rồng nằm ở phần cán thương, thân nó quấn theo thân trường thương, đầu nó vừa vặn chạm tới đầu thương, khuôn mặt nó dữ tợn, miệng há to dữ dằn muốn nuốt chửng mọi thứ. Lúc này cô gái cũng đang nhìn Diệp Huyên. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều bình tĩnh như nước. Diệp Huyên mỉm cười lên tiếng, chào cô nương. Cô gái nói, chào công tử. Diệp Huyên cạn lời. Có ai nói kiểu này bao giờ không? Diệp Huyên cười hỏi, cô nương tên là gì? Cô gái nhìn Diệp Huyên chăm chú, công tử tên là gì? Diệp Huyên im lặng. Chẳng lẽ cô gái này cố ý? Diệp Huyên không nghĩ nhiều mà cười đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Cô gái bình tĩnh nói, Nạp Lam. Nạp Lam. Diệp Huyên khẽ cười hỏi tiếp, nơi này là Hoang Chiến Trường sao? Nạp Lam gật đầu, chiến trường phía bắc của Hoang Chiến Trường. Diệp Huyên đang định nói thì bỗng nhiên hai người cùng nhìn sang hướng bên phải, cách đó nghìn trượng có một chiếc quan tài màu đỏ máu chậm chậm bay đến, trên mặt quan tài có khắc phù chú cổ mà thần bí. Diệp Huyên nhíu mày, đây là thứ quái gì vậy? Còn Nạp Lam ở bên cạnh thì đã nhíu chặt lông mày. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó thì Nạp Lam chợt từ từ lùi về phía sau. Diệp Huyên sửng sốt, Nạp Lam cô nương, đó là gì vậy? Nạp Lam không nhiều lời, hóa thành một làn thương mang biến mất nơi cuối tinh không,
khi Diệp Huyên phản ứng lại thì đối phương đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên im lặng. E là hắn đã gặp rắc rối rồi. Quả nhiên, một luồng khí thế kinh khủng lập tức khóa chặt lấy hắn. Diệp Huyên quay lại nhìn quan tài màu máu đó, giây tiếp theo một luồng hồng mang khủng khiếp đột nhiên quét ra từ trong quan tài, đồng thời từng luồng sát khí và tàn bạo cũng quét ngang toàn bộ tinh không. Trong thoáng chốc, toàn bộ tinh không biến thành biển máu. Sát khí và tà khí lan ra vô tận. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên híp mắt lại, kích hoạt huyết mạch phong ma trong cơ thể, sau đó một luồng sát khí và tà khí ngút trời quét ra từ cơ thể hắn, nghiền ép về phía sát khí và tà khí trước mặt. Cứng đối cứng. Đoàng. Khoảnh khắc hai luồng sát khí va chạm với nhau, toàn bộ tinh hà đều chấn động kịch liệt sau đó từ từ biến mất. Sau một hồi giằng co, Diệp Huyên hai mắt như biển máu bỗng tiến lên một bước, ngay lập tức, hắn điên cuồng hấp thu sát khí và tà khí phóng ra từ quan tài. Hấp thu. Trong chốc lát, Diệp Huyên đã hấp thu hết toàn bộ sát khí của quan tài. Lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên từ trong quan tài, huyết mạch đặc biệt, ngươi là ai? Diệp Huyên đã kích hoạt huyết mạch không nhiều lời thừa thãi, hắn tiến về phía trước chém một kiếm lên quan tài màu máu. Ầm. Một luồng huyết quang bộc phát ra, Diệp Huyên bị đẩy lùi lại cả vạn trượng, mà quan tài kia cũng liên tục lui ra ngoài mấy vạn trượng, đến khi dừng lại, tinh không phía sau nó đã hóa thành hư vô. Còn trên bề mặt nó xuất hiện một vết kiếm sâu hóm. Bên trong quan tài, giọng nói ấy có vẻ hơi khó tin, kiếm này của ngươi là gì mà lại có thể khiến thiên quan của ta bị thương tổn vậy? Diệp Huyên ở nơi xa không nhiều lời, trong mắt hắn hiện lên vẻ hung ác, hắn lật tay lại, tinh không xung quanh gấp khúc. Khi Diệp Huyên gấp vũ trụ tinh không, giọng nói ấy đột nhiên trở nên kinh hãi, ngươi. Ngươi có thể vào được siêu thời không, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên tiến lên một bước, giữ dằn bảo, ta là phụ thân của ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay vung kiếm. Kiếm chém ra, một luồng kiếm quang xẹt qua như sấm sét. Mà lúc này, quan tài đột nhiên bộc phát ra một luồng huyết quang kinh người. Đoàng. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, quan tài bị chém bay cả trăm vạn trượng, mà tinh vực trong phạm vi bán kính mấy trăm trượng cũng hóa thành hư vô, vô số cường giả đều bị dư chấn của nhát kiếm này làm cho liên tục lùi lại. Khi chiếc quan tài dừng lại thì xuất hiện vô số vết nứt, không chỉ vậy, bùa chú cổ trên bề mặt nó cũng dần biến mất từng chút. Xa xa, Diệp Huyên đứng cầm kiếm, xung quanh là biển máu ngút trời tựa như vị sát thần. Hắn tùy ý vung kiếm Thanh Huyên trong tay. Lập tức một luồng kiếm quang màu đỏ máu quét tới như lốc xoáy, chấn động chư thiên. Tiếng nói trong quan tài ở nơi xa đã trở nên sợ sệt hãi hùng, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên đột ngột tiến về phía trước một bước, đang định ra tay lần nữa thì quan tài ở phía xa đã quay đi biến mất trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu mày thật chặt. Chạy rồi! Diệp Huyên không đuổi theo, vì đối phương chạy rất nhanh. Hiện giờ hơi thở của nó đã hoàn toàn biến mất. Dần dần, huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Huyên đã bắt đầu được hắn áp chế, không lâu sau, hắn hoàn toàn trở lại bình thường. Sau khi bình thường trở lại, trong mắt Diệp Huyên thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo. Hắn ghét nhất là loại người ngu xuẩn chỉ có chút bất đồng là đã ra tay, nhất là loại chẳng thù chẳng oán gì với hắn. Trong đầu bọn họ nghĩ gì vậy? Không thù không oán mà cũng đánh. Như lũ không não. Đúng lúc này, tiểu tháp lên tiếng, bây giờ tiểu chủ đã cứng hơn rồi. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, người đừng nói những lời tục tĩu thế này nữa. Tiểu tháp. Diệp Huyên không nói nhảm cùng tiểu tháp, hắn nhìn xung quanh, lúc này một bóng dáng xinh đẹp bay tới, chính là Nạp Lam đã bỏ đi lúc trước. Nạp Lam nhìn Diệp Huyên, nhát kiếm vừa nãy là do ngươi chém ra. Diệp Huyên gật đầu. Nạp Lam im lặng một lúc rồi bảo, thì ra ngươi lợi hại đến vậy. Diệp Huyên. Nạp Lam nhìn Diệp Huyên bảo, ta tên là Nạp Lam Kỳ, chúng ta làm quen đi. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, nếu ta không lợi hại thì có phải cô sẽ không muốn làm quen với ta à? Nạp Lam Kỳ gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên hỏi ngược lại, vậy cô có lợi hại không? Nạp Lam Kỳ nhíu mày. Diệp Huyên cười nói, xin lỗi nhé. Ta cũng chỉ làm quen với người lợi hại thôi, cô không lợi hại, vậy nên.
Nói xong hắn nhún vai, quay người rời đi. Gì chứ? Lão tử sẽ nghe theo cô ư? Thấy Diệp Huyên rời đi, Nạp Lam Kỳ sững sờ tại chỗ. Xa xa, sau khi Diệp Huyên rời đi thì đến thẳng chỗ sâu của hoang chiến trường. Bây giờ hắn muốn tìm được Thanh Khâu càng sớm càng tốt. Bởi vì uy lực của nhát kiếm vừa rồi thực sự quá lớn, vì thế những tinh vực hắn đi qua đều đã thành hư vô, dư âm của nhát kiếm ấy đã hủy diệt vũ trụ tinh không của mấy trăm vạn. Nhưng quan tài kia lại không hoàn toàn bị phá hủy. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Huyên không khỏi trở nên cảnh giác. Hiển nhiên ở đây vẫn còn không ít cường giả. Phải cẩn thận hơn. Diệp Huyên tăng tốc, một lát sau hắn tiến vào một tinh không mới, thời không ở đây run rẩy, hiển nhiên là cũng bị dư âm của nhát kiếm vừa rồi ảnh hưởng. Diệp Huyên nhìn xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên. Phải nói rằng phương pháp gấp này thực sự vô cùng đáng sợ. Nhát kiếm vừa nãy hắn còn chưa dùng hết sức, nếu không uy lực sẽ còn mạnh hơn nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyên dừng lại, quay đầu nhìn sang, giây tiếp theo hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trên lục địa, trước mặt hắn cách đó không xa có một ngọn núi cao vạn trượng, mà trong ngọn núi ấy, hắn cảm nhận được một luồng ý chí chiến đấu cực mạnh. Hắn chưa bao giờ thấy có ý chí chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy. Diệp Huyên nhíu mày. Luồng chiến ý trong ngọn núi này là của ai? Đúng lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, sau đó một ông lão xuất hiện bên cạnh hắn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, công tử tên là gì? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, Diệp Huyên. Ông lão khẽ cười, chào Diệp tiểu hữu, ta là Trấn Nguyên. Nói rồi ông ta nhìn về ngọn núi cao vạn trượng phía xa, chắc tiểu hữu đang tò mò về luồng chiến ý trong núi đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão mỉm cười giải đáp, trong núi này có ra một vị cường giả cực kỳ mạnh, người này là chiến tướng của đế quốc Minh Thượng Cổ, năm xưa bại trận nên bị trấn áp ở đây đã trăm triệu năm. Hay, trăm triệu năm, cũng không biết vị ấy phải giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân thế nào. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông lão. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi kỳ lạ, trọng tâm của ông lão này khá khác người. Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ rồi hỏi, các hạ có thể nói về đế quốc Minh Thượng Cổ này không? Trấn Nguyên cười đáp, đương nhiên. Nói rồi ông ta nhìn về ngọn núi cao, khẽ kể, đế quốc Minh Thượng Cổ là bá chủ siêu cấp của cổ vũ trụ từ mấy trăm triệu năm trước, có nền văn minh võ đạo tiên tiến, nhất là quân đoàn thần chiến dưới trướng, ai nghe đến cũng sợ mất mật. Diệp Huyên nhíu mày, quân đoàn thần chiến. Trấn Nguyên gật đầu, quân đoàn thần chiến có tổng cộng 3.600 người, ai cũng là chiến tướng siêu cấp. Nói đến đây, ông ta dừng một chút rồi lại nói, hơn nữa ai ai cũng là cường giả cửu cảnh. Diệp Huyên hỏi, cửu cảnh. Trấn Nguyên gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, ông ta hỏi Diệp Huyên, tiểu hữu không phải người của hoang vũ trụ à? Diệp Huyên gật đầu, từ nơi khác đến. Trấn Nguyên mỉm cười, chẳng trách tiểu hữu lại không biết. Hoang vũ trụ phân chia cảnh giới như thế này, hạ tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh, cửu cảnh là thượng tam cảnh, mà trong thượng tam cảnh, cửu cảnh là cực hạn. Diệp Huyên hỏi, trên cửu cảnh là gì? Trấn Nguyên trầm giọng đáp, chân thánh cảnh. Cường giả của cấp bậc này cho dù vào thời đế quốc Minh Thượng Cổ huy hoàng nhất năm đó cũng chỉ có 4-5 người. Diệp Huyên nhìn ngọn núi vạn trượng kia, người trong núi kia là một chiến tướng. Trấn Nguyên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hơi hiếu kỳ, đế quốc Minh Thượng Cổ lớn mạnh như thế, khi xưa là ai đã hủy diệt họ vậy? Nét mặt Trấn Nguyên trở nên nặng nề chưa từng thấy, thần qua tộc. Nghe vậy Diệp Huyên cau mày, đang định hỏi thì Trấn Nguyên cười khổ nói, ta cũng không biết nhiều về tộc này lắm. Ta chỉ biết khi xưa hai thế lực siêu cấp này đại chiến gần trăm năm ở đây. Trăm năm nay hai thế lực siêu cấp này ngang tài ngang sức. Nhưng không biết vì sao cuối cùng đế quốc Minh lại bại trận. Nói xong ông ta lại nhìn về ngọn núi vạn trượng phía xa, có lẽ vị chiến tướng trong núi kia sẽ biết. Diệp Huyên mỉm cười, xoay người rời đi. Hắn không có hứng thú với ân oán giữa đế quốc Minh và thần qua tộc. Thấy Diệp Huyên rời đi, Trấn Nguyên hơi sửng sốt sau đó nói, tiểu hữu, vị chiến tướng này có chiến tâm pháp phương pháp tu luyện siêu cấp của đế quốc Minh Thượng Cổ. Nếu có được phương pháp tu luyện này có thể tu luyện được chiến ý vô song đấy. Chiến tâm pháp. Diệp Huyên lắc đầu. Hắn không có hứng thú.
bởi vì chắc chắn chiến tâm pháp không thể lợi hại bằng phương pháp gấp được. Thấy Diệp Huyên vẫn không si nhê, Trấn Nguyên hơi sốt ruột, ông ta vội chặn trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn ông ta, không nói gì. Trấn Nguyên cười ngược, tiểu hữu, ta không có ác ý. Diệp Huyên cười, ta biết ông không có ác ý, ông chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng ta thôi. Nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là ông đã biết nhát kiếm lúc trước là do ta thi triển, mà ông tìm ta chẳng qua là muốn lừa ta đi cứu vị chiến tướng kia, sau đó xem có thể có được lợi ích gì không, đúng không? Nghe vậy, nét mặt Trấn Nguyên lập tức trở nên hơi gượng gạo. Diệp Huyên cười bảo, ta không có bất kỳ hứng thú nào với chiến tâm pháp gì đó. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Trấn Nguyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám ngăn cản nữa. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong núi, nếu ngươi có thể cứu ta, ta có thể cho ngươi toàn bộ tài sản của đế quốc Minh. Nghe vậy Diệp Huyên dừng bước. Hắn không có hứng thú với tâm pháp, nhưng hắn lại rất có hứng thú với tiền. Diệp Huyên quay lại nhìn ngọn núi vạn trượng kia, tài sản gì? Giọng nói trong núi đáp, qua tinh, vô số qua tinh. Diệp Huyên cau mày, mà sắc mặt Trấn Nguyên bên cạnh thì lại thay đổi ngay lập tức. Diệp Huyên nói, cho ta một viên xem thử đi. Lúc này, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên bay ra từ trong núi, sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Đó là một viên tinh thạch to chừng lòng bàn tay, trong suốt như kim cương, bên trong còn có một loại chất lỏng màu xanh pha lê thần bí chậm rãi lưu động. Nhìn thấy viên qua tinh này, biểu cảm của Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm nghị, năng lượng trong qua tinh này tinh khiết hơn thần chi tinh của nền văn minh thần chi rất nhiều, không đúng, thần chi tinh vốn chẳng thể so sánh được với qua tinh này. Trấn Nguyên nhìn thấy viên qua tinh này, hai mắt trở nên rực lửa. Diệp Huyên cất qua tinh đi, nhìn lên ngọn núi, ông có bao nhiêu? Giọng nói trong núi đáp, ngân khố của đế quốc Minh ít nhất có tới 100 triệu. Diệp Huyên chau mày. Năm xưa khi các ông bại trận, thần qua tộc không cướp ngân khố của nước các ông à? Giọng nói trong núi trả lời, đương nhiên bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngân khố của nước ta, phần lớn của cải đã rơi vào tay chúng, 100 triệu qua tinh mà ta nói đây là quỹ dự trữ của nước ta, do quân đoàn thần chiến của chúng ta giữ. Nếu không người nghĩ vì sao năm xưa thần qua tộc lại không giết ta? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi bảo, ta cứu ông ra, ông cho ta quỹ dự trữ này. Giọng nói ấy lập tức vang lên, được. Diệp Huyên cười bảo, chốt. Nói xong hắn đi về phía ngọn núi cao. Lúc này, Trấn Nguyên ở bên cạnh vội vàng nói, Diệp tiểu hữu, cẩn thận có bẫy. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cho ông ta 100 lá gan. Nói xong hắn đi về phía ngọn núi lớn. Trấn Nguyên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Diệp Huyên trầm tư, không biết suy nghĩ điều gì. Rất nhanh. Diệp Huyên đã đi tới trước ngọn núi, hắn nhìn bức tường núi nhẵn bóng như gương trước mặt, làm sao mới có thể cứu được ông? Giọng nói trong núi vang lên, trên bức tường núi này có phong ấn thần qua do thần qua tộc để lại, người phá được phong ấn này là ta có thể ra được. Diệp Huyên gật đầu, phất tay vung kiếm. Kiếm Thanh Huyên hóa thành một luồng kiếm quang rồi phá không bay đi. Phập! Trên bức tường núi đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Sau đó vô số đường vân màu vàng xuất hiện và từ từ biến mất. Kiếm Thanh Huyên có thể bỏ qua tất cả. Chẳng mấy chốc, dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Huyên, vết nứt ấy càng lúc càng lớn, một lúc sau bức tường núi sụp đổ, mà lúc này chiến ý đáng sợ cũng quét ra từ trong núi, chiến ý cường đại ấy khiến Diệp Huyên cũng phải rung động. Chiến tướng. Vị chiến tướng này chắc chắn là một vị cường giả chinh chiến lâu năm, luồng chiến ý này đủ để khiến rất nhiều cường giả phải tuyệt vọng. Đương nhiên chiến ý này vẫn không ảnh hưởng gì đến Diệp Huyên. Diệp Huyên hắn cũng không phải quả hồng mềm. Rất nhanh, cả ngọn núi lớn sụp đổ, sau đó một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp màu vàng chậm rãi bước ra. Khoảnh khắc ông ta bước ra, luồng chiến ý ấy càng trở nên đáng sợ hơn, cả thiên địa cũng đều run rẩy. Trấn Nguyên ở bên cạnh nhanh chóng rút lui, tránh xa nơi này. Còn Diệp Huyên thì phóng kiếm ý nhân gian của mình ra để nó vô tận chống lại những chiến ý này. Người đàn ông trung niên ở nơi xa chậm rãi nheo mắt, tham lam hít lấy không khí trong lành xung quanh, một lúc lâu sau ông ta từ từ mở mắt, nhìn Diệp Huyên phía xa không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên,
ta đã thực hiện lời hứa rồi, đến lượt ông đấy. Người đàn ông trung niên vẫn không lên tiếng. Diệp Huyên cười nhẹ, ông định nuốt lời đấy à? Người đàn ông trung niên mỉm cười, nếu ta nuốt lời thì ngươi sẽ thế nào? Diệp Huyên nháy mắt, cứ thử xem. Người đàn ông trung niên nhìn hắn hồi lâu mới bảo, ta đưa ngươi đi, đi theo ta. Nói xong ông ta quay người rời đi. Cuối cùng, ông ta vẫn không dám nuốt lời. Bởi vì thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Với nhãn lực của ông ta đương nhiên có thể nhìn ra được độ đáng sợ của thanh kiếm ấy. Lai lịch của người này chắc chắn không đơn giản. Vì vậy ông ta không lựa chọn mạo hiểm. Bị giam cầm 100 triệu năm, thời gian này khiến ông ta hiểu ra rằng làm gì cũng phải khiêm tốn một chút. Đối phương có thể cứu mình thì cũng có thể giết được mình, vì thế ông ta không cần phải mạo hiểm. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, mỉm cười rồi đi theo. Dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên, hai người đến một sơn cốc, ông ta đi tới một cánh cổng đá, phía sau cánh cổng đá trống không, không có gì. Vẻ mặt người đàn ông trung niên phức tạp, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, âm thầm niệm chú, rất nhanh cánh cổng đá cổ bắt đầu rung lên, dần dần, phía sau nó xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn. Diệp Huyên hơi híp mắt lại, thần thức đã tiến vào trong vòng xoáy, rất nhanh, hắn cảm nhận được vô số qua tinh. Đối phương không lừa hắn. Một lúc sau, người đàn ông trung niên lùi sang một bên, nhìn Diệp Huyên, bây giờ những thứ này đều là của ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đang định lên tiếng thì lúc này có mấy luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tập kích từ nơi xa. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có 6 cường giả rất mạnh đang chậm rãi đi tới. Hắn biết một người trong số đó, chính là Trấn Nguyên lúc trước. Mà người đi đầu là một ông lão gầy guộc. Ông lão gầy guộc nhìn thẳng vào vòng xoáy màu đen kia, nhìn vòng xoáy ấy trong mắt ông ta hiện lên vẻ tham lam không che giấu. Trấn Nguyên nhìn Diệp Huyên không nói gì. Chiến tướng đàn ông trung niên nhìn mọi người rồi lùi sang một bên, cũng không nói. Ông lão gầy guộc quay sang nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta muốn được chia một phần tài sản của đế quốc Minh, cậu thấy có được không? Diệp Huyên cười, dựa vào da mặt dày của ông à. Ông lão gầy guộc nhìn Diệp Huyên, cậu nghĩ ta đang xin cậu sao? Diệp Huyên cười nhẹ, sau đó ánh mắt hắn chợt lạnh, trong chốc lát, kiếm Thanh Huyên bay ra. Thanh Huyên nhất kiếm, lấy người làm tọa độ. Nơi xa, con người của ông lão gầy guộc co rụt lại, ông ta vừa định ra tay thì một giây sau, kiếm Thanh Huyên đã đâm vào giữa hai hàng chân mày của ông ta. Ông lão gầy guộc bị ghim ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều hóa đá. Chiến tướng kia nhìn Diệp Huyên, trong mắt có thêm vẻ nặng nề nghiêm túc. Diệp Huyên nhìn ông lão gầy guộc đang cực kỳ thảng thốt kia, ai cho ông dũng khí thể hiện trước mặt ta thế hả? Ông lão gầy guộc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta là người của Hạo Hán Tông đấy. Diệp Huyên làm động tác chém. Phụt. Toàn thân ông lão gầy guộc bị chia làm hai. Máu tươi lập tức tuôn ra khắp mặt đất, vô cùng đẫm máu. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên về lại lòng bàn tay hắn, hắn lạnh lùng nhìn thi thể đó, ta ghét nhất là loại người đánh không lại thì lôi người phía sau ra. Không như ta, chưa bao giờ. Nói tới đây, dường như nghĩ tới điều gì, hắn không nói nữa. Trấn Nguyên ở bên cạnh trần trừ một chút rồi bảo, Diệp Tiểu Hữu, Hạo Hán Tông rất mạnh đấy, có cường giả cửu cảnh. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, cửu cảnh thì mạnh lắm à? Cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nói xong nghĩ tới gì đó, hắn quay đầu lại nhìn vị chiến tướng xa xa kia, ta không có ý nhắm vào ông, ta chỉ nói sự thật thôi. Chiến tướng nhìn Diệp Huyên, người có thể đánh bại được ta không thì ta không biết, nhưng người có ra vẻ được không thì ta đã nhìn ra rồi. Diệp Huyên. Ra vẻ. Lúc này chiến tướng cũng hơi không nói nên lời. Phải nói là kiếm tu trẻ tuổi trước mặt này thực sự quá khoa trương. Nếu không vì thanh kiếm trong tay đối phương thì ông ta nhất định sẽ đổi ý. Không đúng, nên nói là ông ta đã hơi muốn đổi ý rồi. Bởi vì Diệp Huyên quá biết ra vẻ. Ông ta thật sự muốn đánh hắn một trận. Nhưng vẫn phải kìm lại. Tuy thanh niên này rất hay ra vẻ nhưng có vẻ là người có chỗ dựa. Cũng bình thường. Còn trẻ mà đã đạt tới trình độ này,
hơn nữa còn có thanh kiếm đáng sợ thế này sao có thể là người bình thường được. Biết đâu lại là cậu ấm nhà giàu của thế lực lớn nào đó. Chiến tướng thầm thở dài. Có cảm giác hổ rơi vào chốn bình địa đến chó cũng có thể khinh rẻ, nếu là khi đế quốc Minh còn tồn tại thì sao ông ta lại quan tâm đối phương có chỗ dựa hay không? Hành động luôn là xong. Nhưng bây giờ ông ta phải thận trọng, cẩn thận. Xa xa, Diệp Huyên không nhiều lời nữa mà đem tài sản của đế quốc Minh đi. 100 triệu qua tinh, phải nói rằng bây giờ hắn đang cực kỳ giàu có. Diệp Huyên bật cười, quay người rời đi. Đám Trấn Nguyên ở bên cạnh không dám ngăn cản nữa. Mà lúc này, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên từ trên trời ập xuống, đè ép về hướng Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, giơ tay chém ra một kiếm. Phập! Luồng khí thế cổ ấy vỡ tan. Đột nhiên thời không tách ra, một bàn tay khổng lồ phá không vươn xuống mang theo một luồng uy áp kinh khủng. Mặt Diệp Huyên không cảm xúc, hắn giơ tay lại chém ra một kiếm nữa. Phập! Một luồng kiếm quang phá không bay ra. Trong mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ ấy bị chém làm đôi, hóa thành vô số mảnh vụn rơi rải rác trong thiên địa. Lúc này, một ông lão áo đen chậm chậm bước ra từ thời không đã tách ra ấy. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người thật to gan, dám giết người của Hạo Hãn Tông ta. Ông ta còn chưa nói xong đã thấy kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên phía dưới đột nhiên biến mất, sau đó thanh kiếm bay vụt đi trong không trung. Con người của ông lão áo đen co rụt lại, ông ta vô thức muốn đỡ nhưng vừa giơ tay lên thì kiếm Thanh Huyên đã đâm vào chân mày của ông ta. Ầm. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ông lão áo đen bị ghim trong thời không. Mọi người đóng băng tại chỗ. Ông lão áo đen lúc này cũng thảng thốt cùng cực, phải biết rằng ông ta là cường giả thất cảnh thế nhưng lại chẳng thể đỡ nổi một kiếm của thanh niên đối diện này. Mẹ kiếp! Nếu biết trước thế này thì đã không tới. Ông lão áo đen hối hận vô cùng. Lúc này Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, Hạo Hãn Tông ở đâu? Chỉ hướng cho ta đi. Nghe vậy ông lão áo đen cả kinh, ngươi định làm gì? Diệp Huyên kẹp hai ngón tay lại rồi vuốt. Phụt! Ông lão áo đen bị một luồng kiếm quang chém thành vô số mảnh. Diệp Huyên bình tĩnh, bảo ông trả lời chứ không bảo ông hỏi. Mọi người! Diệp Huyên nhìn Trấn Nguyên bên cạnh, Hạo Hãn Tông ở đâu? Trấn Nguyên lưỡng lự vài giây rồi mau chóng chỉ về hướng bên phải, đi triệu dặm từ hướng này sẽ tới Hạo Hãn Tông. Triệu dặm! Diệp Huyên chau mày! Phóng một kiếm này ra sợ rằng không diệt được nổi Hạo Hãn Tông. Quá xa! Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, được. Nói xong hắn ngự kiếm biến mất trên không trung. Hắn sẽ đích thân tới đó một chuyến. Thấy Diệp Huyên biến mất trên trời, Trấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm. May thay vừa rồi ông ta không đi đầu. Thực ra lúc ông ta và ông lão kia tới là ông ta đi đầu, nhưng vào thời khắc cuối cùng ông ta vẫn lùi về phía sau, để ông lão của Hạo Hãn Tông đi trước. Sự thật chứng minh, ông ta đã đúng. Nếu không có thể người chết chính là ông ta. Đúng lúc này, chiến tướng phía xa đột nhiên đi về hướng bầu trời. Trấn Nguyên nhìn chiến tướng, không nói gì. Đây cũng là một đại lão không thể động đến. Mà lúc này, chiến tướng kia đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Nhìn thấy cảnh này, ban đầu Trấn Nguyên sửng sốt nhưng sau một giây, dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi, sau đó quay người biến mất ở cuối tinh không. Các cường giả còn lại đều ngơ ngác. Làm sao thế? Đột nhiên bầu trời nứt ra, giây tiếp theo một luồng sáng trắng phóng thẳng xuống. Khi luồng sáng trắng này phóng xuống, một luồng khí thế đáng sợ quét qua, trong nháy mắt những cường giả còn lại đều bị khí thế này nghiền nát thành hư vô. Trực tiếp bị xóa sổ. Mọi người! Ánh sáng trắng tản đi, một cô gái áo trắng xuất hiện, nàng ta chậm chậm nhìn xung quanh, rất lâu sau mới lạnh lùng nói, có thể phá vỡ phong ấn của thần qua tộc ta. Có chút bản lĩnh đấy. Nói xong nàng ta xòe tay, phất tay, trong nháy mắt, thời không lập tức chấn động, một lát sau thời không chung quanh xuất hiện từng hình ảnh, chẳng mấy chốc những chuyện xảy ra lúc trước đều xuất hiện trước mặt nàng ta. Một lúc sau, cô gái phất tay áo, thời không trước mặt nàng ta bình thường trở lại. Ánh mắt cô gái áo trắng lạnh lùng, kiếm tu.
Nói xong nàng ta quay người biến mất. Hạo Hãn Tông. Khi Diệp Huyên đến Hạo Hãn Tông thì hơn 10 luồng khí thế đã khóa chặt lấy hắn. Rõ ràng đối phương đã biết mục đích của hắn. Lúc này tông chủ Mạc Cổ của Hạo Hãn Tông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Mạc Cổ chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi. Diệp Huyên không nói lời thừa thãi, hắn vung tay phất kiếm, không phải nhằm vào Mạc Cổ mà là Hạo Hãn Tông. Một nhát kiếm chém ra kiếm khí vạn trượng, tốc độ của kiếm cực nhanh, Mạc Cổ còn chưa phản ứng lại thì Hạo Hãn Tông phía dưới đã bị phá tan. Vô số cường giả cũng bị nhát kiếm này chém chết. Mà cả Hạo Hãn Tông cũng đã bị hủy diệt. Lúc này, Diệp Huyên chắp tay lại với Mạc Cổ, xin lỗi, đây chỉ là một hiểu lầm. Mạc Cổ nhìn Diệp Huyên, cậu vui là được. Nói xong ông ta quay người biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Chạy rồi. Diệp Huyên ngẩn ra. Tên này chưa đánh đã chạy à? Phải công nhận là Diệp Huyên hơi bất ngờ. Đối phương bỏ tông lại để chạy trốn. Diệp Huyên nhất thời không nói nên lời, kẻ thù bây giờ sao lại không có khí thế gì cả vậy? Hắn hơi nhớ Thiên Diệp rồi. Người ta có việc sẽ thật sự dám lên. Hắn không lãng phí thời gian nữa mà quay người rời đi. Diệp Huyên đi không bao lâu thì Mạc Cổ lại xuất hiện ở đây, ông ta nhìn bóng lưng Diệp Huyên rời đi với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hạo Hãn Tông đã bị tên này phá hủy. Lúc này một số cường giả của Hạo Hãn Tông xuất hiện. Mọi người nhìn bầu trời xa xôi với vẻ mặt cũng rất khó coi, có người còn lộ rõ sát khí trong mắt, cực kỳ dữ tợn. Một ông lão trầm giọng bảo, tông chủ, người này thực sự là ức hiếp người quá đáng, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho hắn sao? Mạc Cổ nhàn nhạt nói, người có đỡ được nhát kiếm đó của hắn không? Ông lão trầm giọng, không đỡ được, nhưng tông chủ ngài có thể thử. Mạc Cổ nhìn ông lão, ta chết thì ngươi sẽ được thượng vị đúng không? Ông lão vội nói, không dám. Mạc Cổ lạnh lùng nhìn ông lão, nhát kiếm gió đến cường giả cửu cảnh còn không tự tin có thể đỡ được. Trên thực tế ông ta không được coi là cường giả cửu cảnh chân chính, bởi vì ông ta phải dựa vào ngoại vật mới có thể cưỡng ép lên được cửu cảnh, căn cơ vẫn luôn không ổn định, vì thế so với cường giả cửu cảnh thật sự, ông ta vẫn còn hơi kém. Mà nhát kiếm vừa rồi, ông ta hoàn toàn không tự tin có thể đỡ được. Bởi vậy ông ta quả quyết lựa chọn rời đi. Lúc này một người đàn ông trung niên bỗng nhiên cất lời, nhát kiếm lúc trước chính do người này thi triển. Tinh vực mấy triệu dặm đều đã hóa thành hư vô, thực lực của người này còn mạnh hơn chúng ta dự đoán. Mạc Cổ gật đầu, không biết người này từ đâu tới mà thực lực lại mạnh thế này. Nói xong ông ta khẽ thở dài, lần này chúng ta gặp phải người không thể động đến rồi. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, chúng ta chỉ có thể nhịn cục tức này thôi. Nhưng, nói đến đây, trong mắt ông ta hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, người này có được tài sản của đế quốc Minh, đó chắc chắn là một số tiền lớn. Vậy nên, Mạc Cổ nói, mượn dao giết người. Người đàn ông trung niên gật đầu, thật ra cũng không cần chúng ta mượn dao giết người. Chuyện hắn có được tài sản của đế quốc Minh hẳn là đã lan khắp hoang chiến trường. Đám lang nhân ở phía nam sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Đám lang nhân ấy tàn nhẫn lắm, để bọn chúng hành động đi. Mạc Cổ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nói xong ông ta thầm thở dài, xoay người rời đi. Bước đi trên con đường tu luyện này, người sẽ không bao giờ biết được ngày mai và bất ngờ cái nào sẽ đến trước. Sai một ly đi một dặm. Sau khi rời khỏi Hạo Hãn Tông, Diệp Huyên đến một nơi yên tĩnh rồi vào trong tiểu tháp. Nhìn qua tinh nhiều vô kể trước mặt, khóe miệng hắn không tự chủ được nhếch lên. Qua tinh. Phải nói rằng qua tinh này là linh tinh có năng lượng tinh khiết nhất mà hắn từng thấy. Đúng là cực phẩm. Tu luyện không chỉ cần thiên phú mà còn cần tài nguyên. Có qua tinh, hắn có thể tiếp tục tu luyện phương pháp gấp. Lúc này, Diệp Huyên lại nhíu mày. Hắn quay người biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại lần nữa thì trong tinh không, ở phía trước cách hắn không xa có một nhân yêu đứng trước mặt hắn, ồ không phải, là yêu nhân. Thân người đầu sói. Yêu nhân này mang thân người đầu sói, hai tay có móng vuốt sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Huyên quan sát yêu nhân, có chuyện gì à? Yêu nhân liếm môi,
dữ dằn nói, nghe nói ngươi có được tài sản của đế quốc Minh, không biết có phải thật không? Diệp Huyên cười, là thật, có rất nhiều qua tinh. Sao thế? Yêu nhân nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt tham lam không che giấu, có thể cho lang nhân tộc vay chút không? Đương nhiên là sẽ không trả. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Yêu nhân cười ngoác miệng, giây tiếp theo hắn ta nhảy lên lao về phía Diệp Huyên, tăng tốc thoáng chốc đã tới trước mặt Diệp Huyên, nhưng tốc độ của Diệp Huyên còn nhanh hơn hắn ta vừa tới trước mặt hắn, kiếm Thanh Huyên đã đâm vào giữa hai hàng lông mày của đối phương. Ầm. Yêu nhân lập tức bị ghim tại chỗ. Diệp Huyên quay đầu nhìn cường giả lang nhân tộc đang đứng nơi xa, hắn ta vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Một trong số lang nhân nhìn Diệp Huyên trả lời, hắn vẫn luôn dũng cảm như vậy đấy, gặp chuyện là hắn thật sự dám ra tay. Đây là lần đầu tiên hắn chết. Diệp Huyên. Lần đầu tiên chết. Diệp Huyên cười khẽ, vậy đúng là bất hạnh của hắn. Tên lang nhân cầm đầu trầm giọng nói, kiếm tu các hạ tôn kính, chúng ta không biết ngươi mạnh như thế nên vừa rồi mới mạo phạm. Dứt khoát nhận lỗi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn tên lang nhân kia, không đánh tiếp nữa à? Các ngươi có thể đánh hội đồng. Lang nhân dẫn đầu vội lắc đầu lia lịa, cung kính nói, chiêu kiếm vừa nãy của ngài như thần tiên giáng thế, tìm khắp vũ trụ tinh không này, e là không ai có thể đỡ được một phần vạn uy lực của nó, chúng ta sao xứng là đối thủ của ngài. Nói rồi, gã cúi đầu thật thấp, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, tha cho chúng ta một con đường sống đi. Ta thề với thiên lang thần tuyệt đối không trả thù, cũng không dám trả thù. Diệp Huyên nhìn lang nhân, ta thả ngươi đi, ngươi có gọi viện binh đến ngược lại không? Lang nhân kia vội lắc đầu, ngài trẻ tuổi như vậy mà đã thần dũng đến thế, phía sau tất có thế lực lớn, sao chúng ta dám trả thù? Trừ khi đầu bị kẹp cửa mới chọn cách báo thù ngu ngốc đó. Diệp Huyên cười, lang nhân như ngươi khá thú vị đấy. Lang nhân kia vội cung kính thi lễ, đa tạ các hạ đã hạ thủ lưu tình. Nói xong, gã vội vàng dẫn những lang nhân còn lại xoay người rời đi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đám người thiên lang kia rồi cười cười, cũng không giết bọn họ. Hắn còn hoan nghênh đối thương đến báo thù ấy chứ. Đúng lúc này, từ phía bên phải hắn có một cô gái chậm rãi bước đến. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cô gái mặc một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm lấy một hạt bụi. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng, không nói gì. Lúc này, cô gái áo trắng đột nhiên biến mất. Xoẹt. Thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra, một tia sáng trắng xé không lao đến. Diệp Huyên đâm một kiếm ra. Chiêu kiếm này như sấm rền, nhanh đến cực hạn. Ầm ầm. Kiếm quang và luồng sáng trắng cùng va vào nhau rồi vỡ vụn. Diệp Huyên bị đẩy lùi liên tục hơn vạn trượng, mà khi hắn còn chưa kịp dừng lại thì luồng sáng trắng kia đã lần nữa lao tới. Diệp Huyên híp mắt lại, bước về trước một bước, chém một chiêu kiếm ra. Ầm. Một luồng kiếm quang lập tức phá vụn toàn bộ tinh không, luồng sáng trắng kia bị chiêu kiếm này chặn ngang lại tại chỗ. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng gần trong gang tấc, vẻ mặt lạnh lùng, hắn đột nhiên vọt về trước, hai tay cầm kiếm nhanh chóng quét ngang một đường. Ầm. Cô gái áo trắng kia lập tức bị đẩy lùi, mà đúng lúc này, nàng ta đột nhiên siết tay phải thành hình nắm đấm rồi tung ra một quyền, bỗng, cô gái áo trắng phân thân ra thành mấy trăm ảnh ảo xuất hiện khắp bốn phía. Cùng lúc đó, mấy trăm quyền mang cũng đồng loạt xuất hiện rồi lao về phía Diệp Huyên. Ầm ầm. Diệp Huyên liền bị đẩy lùi thêm mấy vạn trượng ra ngoài, mà khi hắn vừa dừng lại thì mảnh thời không đằng sau lập tức đổ nát, biến thành một màu đen kịt. Khóe miệng Diệp Huyên bỗng có một sợi máu tươi chậm rãi chảy xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái áo trắng. Lúc này, vô số phân thân kia đã thu về trong cơ thể nàng ta, trên nắm tay phải đang siết chặt của nàng ta chợt có tia sáng trắng lạnh lẽo lóe lên. Kiếm Thanh Huyền trong tay Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Thanh Huyền chém một kiếm xuống. Phía xa xa, cô gái áo trắng híp mắt lại rồi lại tung quyền ra. Ầm. Kiếm Thanh Huyền lập tức bị cú đấm kia chặn ngang lại. Nhưng có điều nắm tay nàng ta đã nứt ra, máu tươi chảy tí tách. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa xòe tay, kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hóa thành một luồng kiếm quang bay về lại trong lòng bàn tay hắn, một khắc sau, thời không bốn phía chợt trở nên vặn vẹo đầy quỷ dị. Gấp! Nhìn thấy cảnh này,
Trong mắt của cô gái mặc áo trắng ở phía xa co rụt lại, trong đôi ngươi ngập tràn vẻ khó tin. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại chém một kiếm ra. Vẫn là Thanh Huyên nhất kiếm như cũ. Có điều lần này chiêu kiếm của hắn đã vận dụng phương pháp gấp. Chiêu kiếm này vừa lao ra, cô gái áo trắng kia lập tức biến sắc, nàng ta định lùi lại, nhưng kiếm của Diệp Huyên thật sự quá nhanh, nàng ta căn bản không thể lùi được, vậy nên chỉ có thể đối đầu trực diện. Thế là, cô gái áo trắng lại siết tay phải thành nắm đấm, trong phút chốc, vũ trụ tinh không bốn phía rung lên kịch liệt, sức mạnh vô cùng vô tận lũ lượt hội tụ về phía nàng ta. Thời khắc này, trong cơ thể cô gái áo trắng bùng lên một luồng sáng trắng chói mắt, còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Kiếm của Diệp Huyên lao đến. Ầm. Trong nháy mắt, luồng sáng trắng tỏa ra từ cơ thể cô gái váy trắng chợt hóa thành hư vô, nàng ta bị đẩy lùi đến mấy trăm nghìn trượng khi vừa dừng lại, thân thể nàng ta đã nứt toác ra. Không chỉ có vậy, các tinh vực trong vòng mấy trăm dặm xung quanh đây cũng hóa thành hư vô. Cô gái áo trắng chậm rãi ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện thì đột nhiên. Xoẹt. Một thanh kiếm phá không lao đến, trong nháy mắt đã đâm vào giữa trán cô gái. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nàng ta, nói có lời gì thì kiếp sau rồi nói. Dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm Thanh Huyên ra, rồi quay lưng rời đi. Linh hồn của cô gái váy trắng cũng bị trút đi theo đường kiếm rút ra của kiếm Thanh Huyên. Phía xa xa, Diệp Huyên chậm rãi đi vào trong trời sao mênh mông. Hắn không hội đòi phương là ai, tất nhiên hắn cũng không quan tâm đối phương là ai. Đấu tay đôi, hắn chẳng sợ ai. Đánh hội đồng, hắn thiên hạ vô địch. Khoảnh khắc đối phương vô duyên vô cớ xuất thủ, thì trong lòng Diệp Huyên, người đó đã bị tuyên án tử. Diệp Huyên đi tới một vũ trụ tinh không hoàn toàn mới, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chữa thương. Trong trận chiến vừa rồi, khi chưa sử dụng đến phương pháp gấp, hắn đã bị thương. Nhưng trận chiến này cũng cho hắn nhận ra một điều, phương pháp gấp của hắn vẫn chưa phải là vô địch. Bởi vì cho dù là cường giả trong quan tài máu hay là cô gái áo trắng vừa rồi, hắn đều không thể dùng một chiêu kết liễu đối phương. Phương pháp gấp này vẫn chưa đủ mạnh. Diệp Huyên hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung chữa thương. Một lát sau, khi thương thế của hắn gần như khỏi hẳn thì hắn lại bắt tay vào tu luyện phương pháp gấp. Từ khi tu luyện phương pháp gấp này, hắn đã xem thường hết thảy cảnh giới, bây giờ cảnh giới đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa mấy nữa. Tất nhiên, không thể nói rằng hiện tại hắn đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù các cảnh giới, chỉ có thể nói là hắn đã đi được trên một con đường hoàn toàn mới. Lần này Diệp Huyên bắt đầu thử nghiệm gấp nhiều thời không vũ trụ hơn. Phải công nhận là hiện tại tác dụng của thần qua tinh mới bắt đầu phát huy triệt để. Linh khí vô cùng vô tận cung cấp cho hắn tu luyện. Có điều khi hắn muốn đột phá cực hạn hiện nay của bản thân thì lại có vẻ vô cùng khó khăn. Gấp thời không quả thật ra tiêu hao thần hồn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn vẫn phải đột phá giới hạn của bản thân cho bằng được. Không tự ép bản thân thì chỉ có nước chờ bị người ta cho ăn đòn. Tại chỗ, Diệp Huyên điên cuồng gấp thời không ở xung quanh lại, càng lúc càng có nhiều thời không bị hắn gấp thành một đường. Mà đường gấp trong tay hắn giờ đây đang ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận rất kinh khủng. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi đi. Thần qua tinh xung quanh Diệp Huyên đang không ngừng thiêu đốt để cung cấp linh khí cho hắn. Cũng may là hắn có đủ thần qua tinh, nếu không thì hắn căn bản không dám tu luyện một cách trắng trợn không kiêng dè gì như thế. Bởi vì nó không chỉ tiêu hao thần hồn của bản thân mà còn tiêu hao cả linh khí. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, hắn bỗng siết chặt tay lại, thời không trong mấy trăm nghìn trượng xung quanh chợt bị hắn nén thành một đường thẳng trong lòng bàn tay. Mà lúc này đây, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Nhưng chẳng mấy chốc, khóe miệng hắn đã cong lên thành một nụ cười. Thành công rồi. Hắn lại lần nữa đột phá được cực hạn của bản thân. Gấp được thời không trong phạm vi lớn hơn. Sau khi đột phá được cực hạn của bản thân, hắn phát hiện thần hồn của mình hình như cũng được tăng cường lên rất nhiều. Trong lúc hắn liên tục gấp thời không thì thần hồn của hắn cũng không ngừng được tôi luyện, vậy nên bây giờ thần hồn của hắn cũng được tăng cường lên rất nhiều. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn quyết định sau khi tìm được Thanh Khâu rồi sẽ tìm một nơi nào đó tu luyện cho thật tốt.
hắn cần cô đọng lại bản thân. Diệp Huyên tiện tay vung lên, thời không bị hắn gấp lại ở xung quanh khôi phục lại bình thường, mà hắn cũng thả lỏng bản thân ra, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Diệp Huyên đang định rời đi thì đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cách đó không xa. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, người đến chính là chiến tướng của đế quốc Minh Thượng cổ khi trước. Diệp Huyên nhìn chiến tướng, có chuyện gì? Chiến tướng nói, ngươi còn muốn tìm thêm thần qua tinh không? Diệp Huyên đang định đáp lời thì chiến tướng lại nói, chỉ ít hơn 100 triệu. Diệp Huyên híp mắt lại, đế quốc Minh. Chiến tướng gật đầu. Diệp Huyên cười hỏi, đế quốc Minh còn nhiều của cải như vậy à? Chiến tướng liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi không tưởng tượng được của cải của đế quốc Minh đâu. Dù sao bọn họ cũng đã thống trị vũ trụ thần hoang thượng cổ mấy tỷ năm. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi hỏi, ta phải làm gì? Chiến tướng nói, đi cứu một người với ta. Diệp Huyên, ai? Chiến tướng im lặng. Diệp Huyên cười nói, không thể nói à? Chiến tướng đáp, không phải là không thể nói, mà là có nói cũng không có nghĩa gì. Ta trả thù lao, người giúp ta cứu người, chỉ đơn giản vậy thôi, đồng ý không? Diệp Huyên nhìn chiến tướng, chỉ cứu người. Chiến tướng gật đầu, kiếm của ngươi rất đặc biệt, có thể phá vỡ phong ấn của thần qua tộc. Diệp Huyên cười nói, đặt cọc tiền trước đi. Chiến tướng khẽ lắc đầu, ta không thể đặt cọc cho ngươi được, bởi vì tiền tài đều đang trong tay người ta muốn cứu kia. Ngươi cứu được đối phương rồi thì người đó sẽ tự động đưa cho ngươi 1 tỷ thần qua tinh. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào chiến tướng, làm sao ta tin tưởng được ông? Chiến tướng nói, ngươi không cần tin ta, bởi vì nếu ta lừa ngươi thì ngươi có thể giết ta dễ dàng mà, đúng không? Diệp Huyên cười nói, ông đúng là biết cách nịnh hót. Chiến tướng im lặng. Diệp Huyên nói, dẫn đường đi. Chiến tướng liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên nói, năm đó tại sao đế quốc Minh của các ông không đánh lại thần qua tộc? Nghe vậy, vẻ mặt chiến tướng lập tức trở nên dữ tợn, một luồng chiến ý kinh khủng chợt trào dâng trong cơ thể ông ta, nhưng khi nó vừa chạm đến Diệp Huyên thì đã bị kiếm ý nhân gian trấn áp. Chiến tướng liếc mắt nhìn kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên rồi nói, kiếm ý này của ngươi không hề đơn giản. Ngươi theo tín ngưỡng chi đạo trong truyền thuyết. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Chiến tướng trầm mặc một lát rồi nói, năm đó thật ra thực lực của chúng ta và thần qua tộc không chênh lệch với nhau bao nhiêu. Ai cũng không thể diệt gọn được đối phương, thế nhưng sau đó trong nội bộ đế quốc Minh của ta đã xuất hiện kẻ phản bội. Nói rồi, trong ánh mắt của ông ta chợt tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đúng như ta đoán. Chiến tướng hít sâu một hơi, sau đó nói, trận chiến đó khiến chúng ta chết rất nhiều người, mà bọn thần qua tộc, sau khi tiêu diệt được đế quốc Minh của bọn ta thì chúng lại được nghỉ ngơi lấy sức hơn 100 triệu năm nay. Nói đến đây, ông ta khẽ lắc đầu, bọn chúng bây giờ chắc chắn mạnh hơn trong quá khứ nhiều. Diệp Huyên không nói lời nào. Chiến tướng đột nhiên nói, người giết người của thần qua tộc mà không sợ à? Diệp Huyên nhìn về phía chiến tướng, cười khẽ sợ. Thành thật mà nói, ngoại trừ thỉnh thoảng hơi sợ cha ra thì ta thật sự chưa từng biết sợ ai. Chiến tướng nhìn Diệp Huyên, người chưa từng bị người ta đánh sao? Diệp Huyên cười nói, thường xuyên ấy chứ, nhưng mà những kẻ từng đánh ta, trừ cha ra, gần như đã chết hết cả rồi. Chiến tướng lắc đầu, ngươi chẳng biết gì về thực lực của thần qua tộc cả. Diệp Huyên cười khẽ, thần qua tộc sở dĩ vẫn còn tồn tại là vì ta vẫn còn sống, phải nói là, toàn bộ vũ trụ hiện nay còn tồn tại là bởi vì ta còn sống đấy. Chiến tướng lại lắc đầu, ngươi cứ ra vẻ như thế thì ta không chịu nổi. Ngươi trẻ tuổi à? Chân thành khuyên ngươi một câu, sau này bớt khoác lác lại thì hơn, cứ bốc phét trước mặt người từng trải qua lắm sự đời như ta thì ngươi sẽ thành trò cười đấy. Diệp Huyên, khoác lác. Diệp Huyên không nói gì. Tại sao lúc hắn nói thật thì không ai tin hết vậy? Phải tự ngẫm lại bản thân thôi. Chiến tướng rõ ràng không muốn nói nhiều với Diệp Huyên nữa, lập tức tăng nhanh tốc độ đi. Diệp Huyên nhún vai một cái, cũng nhanh chóng đi theo. Kiếm tiền mới là lẽ phải. Chỉ chốc lát, chiến tướng đã dẫn hắn đến trước một vực sâu. Diệp Huyên nhìn xuống vực sâu kia, dưới đó chỉ có một màu đen kịt,
còn tản ra khí lạnh âm u, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía chiến tướng trầm giọng nói, ở phía dưới, Diệp Huyên nói, ông xuống trước đi. Chiến tướng không chút do dự mà thả người nhảy thẳng xuống vực sâu kia. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó cười cười, rồi cũng nhảy thẳng xuống dưới. Lúc vừa nhảy xuống, làn khí lạnh lẽo chợt tăng mạnh, thấu xương thấu thịt. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, vội vàng thả kiếm ý nhân gian ra để chống đỡ. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện ra, cho dù là kiếm ý nhân gian cũng khó mà chống lại được. Bấy giờ, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc. Đúng lúc này, hắn chợt cảm nhận được hai chân mình đã tiếp đất. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một trận pháp khổng lồ, trung tâm trận pháp có một cô gái tóc dài mặc đồ đen đang ngồi xếp bằng. Bên dưới trận pháp hội tụ vô số bùa chú màu máu quỷ dị, những tấm bùa này hơi đung đưa, như đang có máu chuyển động, trông cực kỳ tà môn. Lúc này chiến tướng đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, Kỳ điện hạ. Diệp Huyên liếc mắt nhìn chiến tướng, không nói gì. Lúc này, cô gái tóc dài trong trận pháp chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy chiến tướng, nàng ta khẽ mỉm cười, ngươi thuộc tiểu đội nào? Chiến tướng vội vã cung kính nói, tiểu đội số 9, Lâm Phong bái kiến Kỳ điện hạ. Tiểu đội số 9 à? Cô gái áo trắng khẽ nói, quân đoàn thần chiến các ngươi còn bao nhiêu người sống sót? Vẻ mặt Lâm Phong u ám, chỉ mình ta. Cô gái áo trắng cau mày lại. Lâm Phong lại nói, bởi vì ta biết tiền của chúng ta giấu ở đâu nên chúng mới không giết ta, nhưng ta chưa từng khuất phục bọn chúng. Cô gái áo trắng khẽ cười nói, chỉ là vật ngoại thân thôi, cho dù ngươi có khuất phục chúng thì cũng chẳng ai trách cứ cả. Nghe vậy, Lâm Phong bỗng phẫn nộ, quân đoàn thần chiến ta thả chết trận chứ không khuất phục thần qua tộc, vĩnh viễn cũng sẽ không. Cô gái áo trắng im lặng. Quân đoàn thần chiến là nhánh quân đội có độ trung thành cao nhất đế quốc Minh, trận chiến năm đó không một ai đầu hàng, gần như chết trận toàn bộ. Như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt cô gái áo trắng chợt trở nên lạnh lẽo. Lâm Phong đột nhiên nói, Kỳ điện hạ, vị Diệp Khoác Diệp công tử này có thể phá trận pháp kia. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Lâm Phong, ông có biết mình vừa cách cái chết bao nhiêu xa không? Chỉ cách một chữ thôi đấy. Lâm Phong cười trừ một cái, suýt nữa đã nói hớ rồi. Cô gái áo trắng nhìn về phía Diệp Huyên, một khắc sau, nàng chợt cau mày lại, Diệp công tử, vì sao cậu không có cảnh giới? Là không có. Chứ không phải là nhìn không thấu. Diệp Huyên liếc mắt nhìn cô gái áo trắng, cười nói ta không tu cảnh giới. Cô gái áo trắng hơi ngẩn người, sau đó nói, không tu cảnh giới. Chẳng lẽ Diệp công tử là người ngoài vòng trong truyền thuyết? Diệp Huyên liền vội vàng gật đầu, đúng. Cô gái áo trắng liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Nàng cũng không bảo là tin hay không tin. Diệp Huyên cười nói, cô nương, ta và thuộc hạ của cô đã giao kèo với nhau, ta giúp cô phá trận này, cô cho ta 1 tỷ thần qua tinh, cô có ý kiến gì không? Cô gái áo trắng nói, có. Diệp Huyên sửng sốt. Lâm Phong cũng sửng sốt. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta phải cảnh cáo cậu một điều, người giam cầm ta là thần qua tộc. Cậu không thuộc thời đại của chúng ta nên có lẽ không biết sức mạnh của thần qua tộc. Nhưng ta có thể nói cho cậu biết, tộc này hiện nay vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh của họ chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu cứu ta thì có nghĩa là đã kết một phần ác nhân, nhân quả này tương lai có thể sẽ làm hại đến cậu phải nghĩ cho kỹ. Nói rồi, nàng dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, lời ta nói không phải cố ý khích tướng cậu, mà đều là lời thật lòng, không có ý gì khác. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng. Trong lòng đúng là có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô nương không muốn thoát khỏi đây? Cô gái áo trắng cười nói, tất nhiên là muốn rồi. Nhưng ta cảm thấy phải nhắc nhở Diệp công tử trước một chút. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, nếu không nhắc cậu, lương tâm ta cắn rứt. Lương tâm? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, hay cho một câu lương tâm cắn rứt. Cô nương đúng là một người thẳng thắn. Vậy thế này đi, ta cứu cô nương, nhưng cô nương đừng nói là ta cứu, cô thấy được không? Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên một lát, rồi cười đáp, là do ta không chu toàn, đã đánh giá thấp công tử.
Diệp Huyên khẽ mỉm cười, búng tay một cái, kiếm Thanh Huyên phá không lao đi. Mà đúng lúc này, trận pháp chợt rung lên kịch liệt, một khắc sau, một luồng huyết quang phóng thẳng lên trời, lao thẳng vào kiếm Thanh Huyên. Ầm. Kiếm Thanh Huyên bị chặn ngang lại. Diệp Huyên sửng sốt. Kiếm Thanh Huyên và huyết quang kia không ngừng giằng co với nhau. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên nghiêm lại. Đối phương có thể chống lại cả kiếm Thanh Huyên, đây là điều hắn không ngờ đến. Đúng lúc này, luồng huyết quang kia đột nhiên nổ ra một sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm, kiếm Thanh Huyên bị đánh bay, mà luồng huyết quang kia chớp mắt đã hóa thành hình dạng kiếm Thanh Huyên lao thẳng về phía Diệp Huyên. Tốc độ cực nhanh, nhìn thấy cảnh này, ban đầu Diệp Huyên ngẩn ra, nhưng vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái, hắn không hề né tránh mà để mặc Thanh Huyết kiếm kia đâm thẳng vào giữa trán mình. Ầm, trong nháy mắt, một khí tức kinh khủng chợt trào ra từ cơ thể Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 248.